Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện, đặc biệt là Thoos ở tier chân nhân, Khác ở tier hiệp sĩ cùng các bạn khác. Nguồn tài chính của mọi người đã giúp Thiện vững tâm hơn trong khi tạo dựng các nội dung về game nhập vai, cũng như xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Các bạn khán giả xem kênh của mình có thể tham gia Discord Funky Dungeon Master để theo dõi trực tuyến những buổi chơi của campaign Thám Tử Nước Sâu mỗi tối thứ năm, đồng thời tham gia chơi các game nhập vai trên Discord của bọn mình. Mọi người vẫn còn nhớ hoặc là đã chuẩn bị thêm câu khẩu hiệu của nhân vật đúng không? Ôi, chết rồi. Ôi, bài chép rồi, bài tập Tết. Cái nịt còn cái nịt. Có ai cho mình chép được không? Cái đó bắt buộc anh. Đây là một tập trước. Đây là cả mình có thể cho bạn mượn bài tập về nhà, nhưng mà nhớ đừng chép 100%. Có mình nhớ sửa lại xíu. 5 phút lúc nãy không ai cho mình chép bài vậy. Chép bài. Mọi người ơi, cái kết thúc của em đâu? Anh ơi, con chó đang bài tập về nhà. Chúng ta bắt đầu session thứ 5 của campaign Thám Tử Nước Sâu. Trong campaign này có mình, Thiện là người dẫn, DM. Chúng ta có Sài chơi nhân vật Yuki. Em sẽ bảo vệ mọi người. Yeah, yeah. Đó. Chúng ta có Đường chơi nhân vật Mộng. Từ từ, kẻ mắt xong rồi nói tiếp. Hợp đấy. Có Nghi chơi nhân vật Minh. Dạ mọi người, mong được mọi người chiếu cố. Có Linh chơi nhân vật Phay. Rất vui được gọi là được sống cùng mọi người, được sống cùng mọi người. Sống. 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 Ý là phải sống cùng mọi người. Và chúng ta có Nuni chơi nhân vật Văn. Khi công lý không còn thì tao sẽ người thực thi công lý. Ủa là dài dữ chưa? Nghĩa là nó sẽ có thể mất tiếng bất kỳ lúc nào hiểu không? Đến chất nhiều mất tiếng rồi. Em, vậy là chúng ta đã xong phần giới thiệu. Cái session cuối cùng của chúng ta là từ như là đầu tháng 2 nữa. Wow. Mình nghỉ 3 tuần. Có ai muốn tóm tắt không? Hình như là 3 tuần đấy, 3 tuần không chơi. Thế là anh muốn ok. Anh muốn tóm tắt gì anh? Tóm tắt tập trước, phần trước. Chết mẹ ơi. Là anh tóm tắt hay là anh đang hỏi? Anh có ai muốn tóm tắt không? Không? Có ai muốn tóm tắt không? Tuần trước em bị cắt. Chết mẹ. Từ trước Nuni recap, nhưng mà em chắc chắn khi Nuni type ra xong gửi lên là tất đó là tất cả những gì Nuni nhớ, và sau đó nó đi ra khỏi não của Nuni và nó ở trên màn ảnh. Và nó không bao giờ quay trở lại được nữa. Thì tất cả những gì xảy ra của session này tuần nhiều tuần về trước là tụi mình đã có một cuộc ẩu đả cực kỳ căng thẳng ở hình như session đó là Linh không chơi đúng không? Đúng rồi, mình ngồi nghe được một nửa đó. Thì đó, thì cái hôm đó Faye phải có việc phải đi về văn phòng sớm, không biết lý do là gì. Những người còn lại, ba đầu tiên thì là Minh nó ngã vô trong cái nắp giếng, rồi sau đó cống. Sau đó Yuki kiểu nắp cống, và sau đó Yuki kiểu wow vui quá nhảy xuống cùng, và sau đó hai con người chững chạc kia đi xuống bằng cầu thang một cách bình thường và đi vô trong cái căn phòng gì đó và anh Lan lao ra. Anh Lan một sự kiện rất là traumatic đã xảy ra, và sau đó tất cả mọi người đi về. Sau đó thì đi ra cái quán Yawning Portal để mà hỏi Lân La về thằng Rene, con của cụ lãnh chúa. Và sau đó thì mọi người mới kiểu thằng đó không phải là mọi người hẹn thằng đó ở nghĩa trang hả? Sao kiểu qua xong rồi thằng Minh nó thổi ra cái câu là mọi người đi ra nghĩa địa đi, bậy ra đây chợ đó, xong rồi đi ra ngoài. Xong rồi đây bị mũi chích đầy hai chân tại vì đợi mọi người cả mấy đêm rồi mọi người mới tới. Mọi người đi ra nghĩa địa thì ai dậy? Ai dạy mọi người nói câu đấy kinh vậy? Mọi người đi ra nghĩa trang đi bạn, em chờ ngoài đó mình nói đó. Xong rồi lúc mà đi ra xong rồi nói chuyện cái gì đó, nội dung là cái gì mà thằng rồi đây mới kể lại cái câu chuyện rằng là cái tuần trước cái hôm mà mọi người mất trí nhớ, mọi người đã đi xuống cái chỗ đó một lần rồi, và Văn là người cầm cái mặt dây chuyền và khiến cái buồn quỳ đó xảy ra, và nó là cái thứ cái con mắt đó, cái Stone of Galar nó nhập vô trong người ổng hay sao đó, và sau đó nó mới xóa ký ức của tất cả những người trong cái phòng đó, tất cả chúng ta. Và khi mọi người đi về rất là confused, rất là hoang mang, đi về ngủ nghỉ cái thứ,
Chú Văn định là ngày mai sẽ đi lên đồn để mà giải quyết cái vấn đề của anh Dũng. Nhưng mà trước khi lên thì bà Mộng mở cửa và đã gặp... Văn đi rồi. Ừ, Văn đi rồi. Bà Mộng bà gặp... Mơ. Em biết cái này là ai? Ừ, Mơ. Bà Mơ là vợ em của Mộng, một và cũng ông... là phu nhân nhà Casalanta. Đúng rồi. Thì đó, mình dừng lại đó. Giờ câu tiếp em muốn hỏi là tại sao em lại lên đồn? Tại vì ba muốn đi thông báo về cái chết của Thiếu Ý Dũng, nói chung là làm công việc giấy tờ cái thứ thôi. Không phải thông báo vì lại cái việc Thiếu Ý Dũng chết là có anh Bảy cũng đã xuống rồi, có cả trưởng chỉ huy cảnh sát Gió Xám Ray Win cũng xuống rồi. Nhớ rồi. Văn lên đồn là để báo cáo về việc tung tích hoặc của nhóm vào tuần trước, khi mà anh Bảy hỏi là có người nhìn thấy nhóm gần hiện trường cuối tuần trước. Với lại hình như là đã xin phép để đi lên lại cái chỗ của cái giáo hội mà hồi season 1 mình, hay season 1, season 2 mình đọc á. Cục đá địa ngục. Dạ ok. Chúng ta recap xong xuôi. Không dễ đem xoay ra xong. Thưởng cho nhân vật của Nghi Bột XP vì cái recap rất đầy đủ. Ý là em còn nhớ nhiều cái nữa, nhưng mà tại vì bắt em kể lại hết thì em không nhớ đâu, hỏi thì em biết. Cái recap của Nghi vừa rồi khá là sát. Mọi người đã xuống cộng vào chỗ hang ổ của bọn Sanata. Trong đấy có bắt gặp Lang. Lang sau cuộc ẩu đả mọi người thì đã giết chết Thiếu Úy Dũng. Anh Bảy cùng với chỉ huy Grey Wind đã xuống xem xét hiện trường và để mọi người về. Mọi người sau khi tìm được cái mặt dây chuyền, nhặt được cái mặt dây chuyền của Rainier thì tìm cậu ấy, gặp được ở Nghĩa Trang, đã hỏi được phần nào, lấp được phần nào cái lỗ hổng trong ký ức của mình và đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Văn lên đồn để báo cáo với anh Bảy. Còn ở nhà, mọi người thì Mộng mở cửa thấy Mơ. Nó là phiên bản tóm tắt, rút gọn thêm nữa. Do cái này là cho thêm để Linh, nếu mà buổi trước không có ở đây thì cũng hiểu qua chuyện gì xảy ra. Ấy, chúng ta bắt đầu từ cạnh của Văn trước đi. Văn đang sải bước trên con đường từ quận Bắc đến quận Thành. Thành ở trung tâm của thành phố, tìm đến đồn cảnh sát của đồn cảnh sát Trịnh của thành phố. Trên đường khi mà đi qua được cái đoạn mà tấp nập người vừa rồi đang ngó gì đấy, có một cái xe nhà Casalanta, thì đường cũng không quá đông nữa, vẫn nhộn nhịp cái buổi sáng khi mà người đi làm. Rất nhiều người đổ từ các cái quận khác về quận thành, trung tâm thành phố, nơi mà có rất nhiều trường học, rất nhiều các cái cơ sở cơ quan trung ương và chính phủ để làm việc. Xong rồi đi dạo bước được một hồi, mặt trời cũng bắt đầu tỏa nắng ấm, tan bớt cái phần nào tuyết. Văn đã đến được với văn phòng đồn cảnh sát. Văn sẽ đi vào bên trong để kiếm anh Bảy. Khi bước vào đồn cảnh sát, Văn cũng nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, cũng có thể là từ khi trước làm việc cùng, cũng có thể là qua thường xuyên qua lại với đồn cảnh sát. Mọi người đứng ở cửa, người đứng trực cũng gật đầu với Văn một cái. Anh Văn đến gặp điều tra viên Bảy ạ? Đúng rồi, tôi đến gặp anh Bảy do vài việc. Vâng, anh Bảy vừa đến đây được khoảng nửa tiếng trước. Anh cứ vào trong đi, lên trên tầng 2 ạ, chỗ trong văn phòng của anh Bảy ấy. Văn cúi chào cảm ơn rồi cũng đi lên tầng 2 chỗ của anh Bảy. Khi mà bước lên, cái cánh cửa văn phòng riêng của anh Bảy đang hơi hé mở, bên trong thì ngó vào thấy giấy tờ khá là bừa bộn. Anh Bảy thì đang quay bên này bên kia, nhìn chút giấy tờ bên này, nhìn cái bảng kia. Văn bước vào đâu? Văn sẽ gõ cửa trước và hỏi là anh vào được không? Văn à? Văn vào đi. Viện hơi bừa thì sao là để anh dọn ít giấy tờ chỗ này. Văn ra bề một ít giấy ở trên một cái ghế sofa để sang bên, bước sang cái chồng lên cái ghế sofa bên cạnh. Đây ngồi đây. Văn nó sẽ đóng cửa lại xong rồi lại nó ngồi đó. Em muốn nói cái vụ mà
có vài người nói là nhóm của em đã xuất hiện ở gần cái hiện trường đợt trước. À, đúng rồi, à, cái đấy. Em đã có thêm thông tin gì cho anh chưa? Như đợt trước em bảo là không nhớ lắm à? Hôm qua có một người đã thuật lại mọi việc cho tụi em. Có một số thứ nó hơi kỳ cục nhưng mà em không biết là phải nói thế nào. Tuần mà tụi em được thông báo là ở đó, thì trước đó có người đã thuê tụi em đến giải cứu một người của nhà gì quên rồi trời. Never Ember. Never Ember. Em không nói được từ đó đâu, nó lên quảng cao rồi. Ok. Người đó. Người mà ai cũng biết là ai. Thì tụi em có chiến đấu rồi đó, và có một thứ gì đó đã nhập vô trong người em, và nó xóa đi ký ức của toàn bộ những người trong đó. Theo tụi em nhớ thì theo những gì người đó thuật lại thì tụi em đánh với một con My Flayer. Anh Bảy đang nhìn vào mấy cái tờ giấy trên tường đang khoanh tay ạ. Vậy là không có rồi. Hả? Hả? Vậy là bọn em có ở đấy à? Đồ em đã tới đấy. Chính tụi em không nhớ. Bọn em... anh xin lỗi, anh đang suy nghĩ của anh. Bọn em đã đến chỗ của... Từ bọn Sanata rồi đấy hả? Cái chỗ dưới cống đấy hả? Đúng vậy. Ôi dồi ôi. Không ý chạy bước ra cái ghế chỗ còn lại, ông ấy ngồi phịch xuống, ngồi lên cái giấy tờ. Rồi sao mà lằng nhằng thế? Thế là em có chính liên em quan đến cái vụ đánh nhau đấy à? Có thể nói là như vậy. Chính em bây giờ vẫn không biết là tại sao tụi em lại quyết định đi tới đó. Nó xóa hết mọi thứ, nó xóa trí nhớ của tụi em từ thứ bảy chủ nhật, tụi em không thể nhớ được gì. Ok, thế thì vụ này có vẻ là lằng nhằng hơn anh nghĩ đấy. Anh cứ tưởng là cái ông cha nào đấy sợ ma nhìn nhầm. Rồi, thế thì đầu tiên là anh rất cảm ơn em đã nói với anh cái này. Có thể nó không phải thứ gì đấy mà dễ để chia sẻ. Nhưng mà để đi đến được cái sự thật thì anh sẽ cần em kể hết cho anh tất cả những gì mà em biết. Tụi em sẵn sàng hỗ trợ cho bọn anh mà. Rồi, vậy nãy em kể đến đoạn nào nhỉ? Tiếp đi. Em có kể đến việc là tụi em đã chiến đấu với My Flayer ngay dưới đó. My Flayer. Nghe con quen như nó có trước anh đọc cái quyển sách quái của Volo hay thằng cha nào đấy. Nhưng mà anh không nhớ lắm em. Nó My Flayer khá mạnh về khả năng và tâm trí. Nó như những con bạch thuộc ấy, cái đầu nó là như vậy. Ok, và nó ở trong hang của bọn Sanata. Đúng vậy. Có một điều tụi em vẫn không hiểu là cái thời điểm hôm qua thì khi mà bọn em thấy, em không hề thấy nó. Hôm qua, à đấy, quên hỏi, hôm qua bọn em về cũng an toàn rồi, không có đề gì nữa rồi. Tụi em vẫn ngủ. Rồi. Cái hiện trường lúc mà bọn anh đến là sạch sẽ hết rồi, chỉ còn những cái xác trong đấy thôi, không có cái con nào trong bạch tuộc hết cả. Nên là theo như bọn em được kể lại thì cái cậu mà được tụi em cứu đã lôi tụi em lên một cái đường hầm dẫn đến nhà cái ông báo với mọi người là gặp ma đấy, và em được về từ đường đó chứ không phải về từ đường ống cống. Có đường khác bọn này có. Ok, vậy thì bọn em xuống đấy đúng vào cái đợt hôm nào, có biết rõ hôm nào, thứ bảy hay chủ nhật không? Cậu ấy không nói chính xác, mà hình như tầm thứ bảy. Rồi, đúng vào đợt cuối tuần trước. Và sau đấy bọn em đánh nhau với có Mind Flayer. Chứ có đánh với cả cái bọn băng đảng không? Em nghĩ là có. Cậu nhóc ấy không kể hết mọi thứ. Thứ duy nhất tôi có kể là tụi em đã từng chiến đấu với con My Flayer. Rồi, chiến đấu con My. Và bọn em xuống đấy để cứu một cái thằng nhóc đấy. Thằng nhóc gì? Nhà Never Ember. Vì hình như tụi Sanaka đang muốn con mắt gì của nhà đó. Anh Bảy ngồi lúc mắt nào đảo xung quanh kiểu như kết nối mọi thứ. Cái thằng nhóc này đâu giờ về đâu rồi, thế nào rồi? Em có địa chỉ của nó vẫn đang ở một cái căn hộ nào gần khu của tụi em. Vậy thì
có thể cho anh cho cảnh sát đến hỏi chuyện đến cậu đấy không? Chắc là sẽ được thôi. Em có nói về việc đó rồi. Rồi. Thế thì em định nào? Có thể đưa anh địa chỉ luôn, anh tự đến nói, hoặc là thì khi nào mà em dẫn đến tùy. Chắc em sẽ dẫn một người đến, tất nhiên em phải báo hỏi chứ. Ok. Rồi, thế thì phải biết đúng quy trình là anh phải giữ chú mày lại đây ngay đi nhá, để liên quan đến chuyện giết bao nhiêu người này. Nhưng mà nếu mà xong rồi giải quyết anh cho anh được, sắp xếp tranh cho anh được đến kia thì có thể là mọi thứ sáng tỏ, xử lý nhanh hơn. Em sẽ ráng trong này xem thế nào mà lát nữa hay là bây giờ đi luôn nữa. Chắc cũng được. Chúng ta cứ đi. Rồi. Ok. Thế thì đi nhá, để anh gọi thêm một hai thằng trong đội anh nữa đi cho nó an toàn, và sẽ bảo bọn nó mặc thường dân tí cho đỡ bị soi mói từ ngoài soi. Ok, và như vậy thì chúng ta sẽ tạm kết thúc cảnh đấy. Thiện sẽ comment thì hơi không ngờ tới, nhưng mà thôi, chúng cũng được. Đừng chát nữa. Hai đứa đọc chát, đừng. Chủ yếu là do trước có đã có bọng dặn đi dặn lại. Ok, thứ này cũng hay. Bà móc ở nhà xíu liên tục 3 cái. Mắt trái cứ phải gọi liên tục. Lúc mộng mà chúng ta quay lại ở nhà, lúc mộng mở cửa ra thấy người lính bảo vệ nói là có phu nhân nhà Castellanter đang đến tìm. Mộng bị Minh dí đầu xuống chào rồi mà đúng không? Vâng, thế thì mời phu nhân vào đi ạ. Chứ đứng đây làm gì ạ? Người lính đầy. Ê, Yuki đâu rồi, xuống quét qua cái nhà đi con ơi. Đây, đợi em một tí nha. Em dùng toàn bộ tốc lực của em quét nhà. Người lính đấy bước ra chỗ xe. Xe ngựa được trang hoàng, lộng lẫy. Xung quanh vẫn khá nhiều người đi đường, đứng lại, ngó nghiêng. Người lính đấy mở cửa ra, mà có một cái cầu thang nhỏ kéo xuống. Ôi... một người phụ nữ ăn mặc trang hoàng với một cái váy khá là phồng, bên dưới khá là phồng ra, và phải người này phải nhấc cầm cái váy hơi nhấc lên một tí để nó không quét đất, bước vào. Chị Mộng, lâu lắm rồi mới gặp. Em cười xong lát anh Thiện trả giọng buồn cười quá. Mà trước khi mà trả lời Mơ thì nhìn thấy trang phục đấy của Mơ, Mộng nhìn xuống cái vết rách ở chân váy thì sẽ xoay cái vết rách đằng sau, xoay cái váy vết rách đằng sau, xong rồi mới tiến lên chào. Đi, vào đây, vào đây. Khiếp, ôi khiếp, hôm nay ngọn gió nào đây, em đến đây rồng rồi đến nhà Tom thế này. Đến đây vào nhà chơi, nhà hơi bé hơi bụi, hôm qua bọn trẻ nó vừa nghịch đông cả. Bọn trẻ à? Ủa, vậy là chị cũng có gia đình rồi sao? Không, trong thư không nói gì. Bọn trẻ con mất dạy này. Chị phía Minh với lại Yuki. Yuki đang mình đang Yuki đang quét, còn mình đang suy nghĩ xem coi cái cửa nhà mình thì cái váy đó có vượt qua vừa. Yuki đang cất cái tường điển danh của anh. Mình trong phòng mình có tường quay cửa mặt trọng. Mặt nó đứng kiểu máy cất quay. Trời ơi chị à, rồng gì tôm gì, có chị em với nhau đến thăm một tí có gì đâu mà. Lâu lâu mới lại thấy chị dạo này trông cũng trẻ ra nhỉ. Chị thì lúc nào trẻ trẻ, nhưng mà sao trẻ em. Không, thôi vào đây đi, đứng đấy làm gì, đứng đấy ngoài đấy tí gió thổi dạ. Cảm lạnh đấy. Dạ. Mình ơi, chạy vào bếp lấy sữa đi con. Lấy chai sữa còn uống được nha, phải chai sữa chuối nào. Mình sẽ mình thấy Yuki đang bê cái tường vào trong bếp. mình đi vào cái gì lục ở trong cái đống, một đống cà phê của chú Văn với lại bà Mộng xuống thì uống á, trong cái kẹt đó có một hộp trà nhỏ xíu duy nhất mà không ai mở ra, kiểu reserve only for khách quý á, lấy ra để pha. Mơ bước vào cửa, cái váy nó hơi phồng, nó phải ép lại một tí nó mới đi vào cửa.
người mơ chỉ cho hai cái thanh niên lính. Bọn em cứ đứng ngoài đấy thôi nhá, đây để chị nói chuyện với chị Mộng cho nó thoải mái. Mà bước bọn vào. Nó suy nghĩ không biết mấy con chuột của thằng Minh có ra nói chuyện, à của Chu Kỳ có ra nói chuyện với thằng Minh không? Chuột chuột đây là nhà có một con nhà có con im nhà có con im giờ muốn thả rau. Cái nhà này không nên được chính quyền đến thăm. Nhà có sếp đó, kêu sếp ra cọ cọ vui vui. Mình hỏi một cho mình hỏi một chút ao cha. Nhân vật này thì cả nhà mình có biết không, những người còn lại là người quen riêng của đây là đầu tiên là đây là em của Mộng. Mộng có bao giờ nói về em với những người còn lại không, đầu tiên là thế đã. Có khoe ví dụ trên báo mà xuất hiện mặt em, ê em tao này xong rồi cắt ra. Và mọi người còn lại thì cũng có thể là không biết ngay mặt vào, well, nếu mà Mộng chỉ thì biết, nhưng cũng nghe cái bí danh, vẫn đã nghe cái tên nhà Castellanter. Đây là một nhà quý tộc làm ngân hàng rất là phú quý, chủ phủ trong cái thành phố Waterdeep này. Nếu mà có quan tâm tới những cái việc mà chính trị hay là tài chính hay là quý tộc thì đều có nghe qua cái tên này. Em hỏi anh câu là cái hôn nhân của bà này với lại ông đó nó gần đây không hay là nó lâu rồi? 15 năm trước. 15 năm. Lâu quá. Bà này già. Lâu quá. Không trẻ lắm đâu. Thì ra là lâu quá. Bây giờ là kiểu chị em đưa đẩy nhau. Bà Mộng tại bà Mộng cũng già mà. Bà Mộng 40 mà. Thì 40 trừ 15 là 25 thì chắc đứa này đấy tầm 20. 20 lấy nhau 15 năm trước. Thế nào? À không, hồi lấy nhau hồi 20 tuổi. Lấy nhau hồi 20. Bây giờ bạn ơi làm ra. Là có khi cái đám cưới của bả là em có đi luôn á, lúc em 7 tuổi á. Đám cưới đấy em đã ở Waterdeep sao? Mình đã ở. Đâu, nhưng mà ở quý tộc mà. Em cũng là quý tộc của anh. Ủa, nhưng mà em quý tộc của thành khác thôi. Của quý tộc của thành khác. Đi qua ăn cưới xong về. Ồ. Qua chơi rồi đi về. Cho qua cho có rồi đi. Thì gọi thằng nhóc có đúng rồi. Gọi con đúng gì nữa. Mơ bước vào, nhìn quanh một lượt. Vậy đây là văn phòng thám tử nước sâu lừng danh mà chị đang làm việc ở đó đó chứ. Vừa văn phòng thám tử nước sâu lừng danh thì cũng không lừng danh lắm, được sống đây. Mộng nhìn theo ánh mắt của mơ lên cái lỗ vá trên trần nhà vừa được báo hôm trước. Cái nhà này còn chưa được tu sửa xong nữa, trong cái interlude chưa sửa nha. Mơ đi bước đến cạnh một cái tường, chạm vào cái nó hơi lõm xuống. Mấy đứa nhỏ khách sáo quá, không cần sữa xếp gì đâu, em qua chủ yếu là để gặp chị thôi mà. Thì nói gì thì nói, con gái gả ra ngoài rồi cũng thành nhà người ta, bây giờ mình về nhà coi như là khách quý, về nhà là còn gì nữa. Thôi bây giờ ai mà không biết tên tuổi của em, đúng không? Có là cái gì mấy đâu chị. Như thế này nếu mà mình vẫn giữ được cái mình là hai chị em xa quê mà, có cái gì quan trọng nhất là cái tình chị em nó cần giữ lại đến bây giờ. Này em bảo cái chị làm ở đây là cũng lâu chưa, có sếp nào có tiền lương đầy đủ không? Chị mới qua đây mà bảo là nói thế thôi, chung là mấy đứa gọi là mấy chị em gia đình nương tựa vào nhau sống trong vui ý mà. Tiền lương thì vẫn đủ ăn cao ngay, vẫn no đủ. Cố gắng trưng ra cái khuyên tai cũng không còn sáng lắm, nhưng mà kiểu là tao vẫn sống. Thế còn dạo này thì sau em cũng biết là sau cái vụ mà làm nhà hàng cũng không được ổn định lắm, chị có tiếp tục định dự kiến làm dự án gì lớn nữa không? Có cần em hỗ trợ gì không? Ôi, nói thế, tao già nhưng mà tao vẫn làm được việc nha. Việc của chị để chị lo. Thôi cùng sang đây làm sao? Gia đình vợ chồng vui vẻ hòa thuận, con cái ngoan ngoãn lớn mạnh chị nhé. Vâng, vợ chồng cũng vui vẻ hòa thuận. Bọn trẻ của em cũng gần đến 10 tuổi rồi. Hai cái đứa sinh đôi thì khó khỉnh lắm. Bao giờ chị cứ rảnh này cứ qua làm một bữa tối xong rồi thăm muộn nhẹ trời em. Chắc không thả phải xếp lịch qua. Ở đấy bọn nó phải thử cái món lòng của chị ta.
còn chị làm là nhất. Đó. Chị còn giữ cái con dao mà từ hồi xưa đấy không? Ui dồi ôi, thấy lúc nào cũng khè khè trên tay mà. À cái con dao chặt thịt ấy hả? Đây. Ui dồi ôi, xịn quá. À, nghề đúng của chị là không bao giờ mà mai một được mà. Đấy, đam mê. Phải đó. Thì nhưng mà một cái nghề như vậy thì chắc là nếu mà không mở nhà hàng hay là có khi để cũng là để cho bọn trẻ nhà em có thể nếm được món của chị, hay là hôm nào chị qua đấy làm một tí thử nấu một bữa, xong rồi có khi em thuyết phục anh nhà cho luôn chị làm đầu bếp nhà em, thì có gì sống cho nó dư giả một tí. À ơi, có những cái mình thử một lần cho biết đi mà. Nấu ăn thì ở đây chị vẫn nấu được mà. Nấu cho những người mình quý ăn là vui rồi, đúng không? Chứ còn vào đấy là bếp. Chị, em biết tiếng chị. Chị không thích làm nhân viên. Vậy thì, tại vì nếu mà nói thật á, thì em thấy một cái nơi như này nó nhỏ, cũng không được xứng tầm cho chị lắm. Cái việc thám tử thì em nghe phong thanh đâu là cũng phải chui lủi này kia rồi đi vào những chỗ mà có thể là nguy hiểm. Nếu mà được thì em nghĩ là thực ra thì ông bà ở nhà cũng không cùng cái chí hướng chị em mình đấy, nhưng mà ít nhất thì em nghĩ là ông bà cũng không muốn là chị em mình phải vào sinh ra tử ngày một ngày hai đâu. Nếu mà không muốn làm kiểu nhân viên thì có thể là em xin lâu đấy cho chị làm cái trưởng chi nhánh ngân hàng nào đấy. Chị thấy ngay ở cái phố sau, cái ngõ Châu School nhà mình là cũng có một cái chi nhánh ngân hàng đấy. Đắn đo nha. Cái gì là đắn đo nha. Mà bà mới sẽ kiểu nhìn qua Minh, nhìn qua Yuki đang quét nhà. Thôi, không sao em ạ. Chị nghĩ là mỗi người có một hướng phát triển riêng. Gọi là sống chui sống nhục, chui nhục để kia để nghe nó nặng này quá á. Gọi là chúng ta được nhiều trải nghiệm đi. Và sinh ra tử thì nói thật là đã sống trên cái đời này cái gì mà chả bảo sinh ra tử. An nhàn mãi thì để làm gì đâu, đúng không? Nhưng mà ảnh như vậy thì còn hai đứa em, ảnh còn có hai đứa con thì còn có thứ mà lo. Tao lo cho à? Mày phát triển với mày sâu mạnh lên, mày như thế thành công rồi. Thì đó, tao cứ để tao vui đi. Ảnh sợ. Em hỏi nếu mà chị không phiền em cũng hỏi, thế vậy chị có dự định về sau có làm gia đình rồi cũng có vài đứa nhỏ cho em vui cùng không, đến thăm em còn đến thăm. Ôi giời ơi, chồng con tình yêu thì nó là cái duyên của trời, con cái là cuộc trời cho. Còn bây giờ bố con á, chị sẽ đồng minh đang ngồi bên cạnh đây. Còn chị còn có gì cháu Minh đúng không nhỉ? Chị vừa. Vâng ạ. Vậy cháu cũng làm ở trong văn phòng thám tử này à? Dạ vâng ạ. Đây là một nơi rất là thích hợp để thực tập những thứ mà mình đã học. Mình đã đứng kiểu đứng thẳng xong rồi chắp tay trước, nói giống như là trả bài. Điều kiện sống ở đây rất là phù hợp cho những cho em ạ. Em không hề bị bóc lột, không hề bị bắt ép. Em đang ở đây một cách tự nguyện. Một cách tự nguyện. Thằng bé nó hơi lo lắng, nó nhát như vậy. Nháy mắt nếu chị Mậu mà có đối xử với cháu không không tốt lắm nhá. Cô mộng là một người rất tốt, cô Mộng làm thịt nướng rất ngon. Em đi lên lầu đây. Tao nấu lẩu. mình chạy là việc Yuki đang quay ở phòng bếp nói vọng bà là chị Mộng làm món gì cũng ngon nhá. Bây giờ kiểu nghi bạn Minh bạn chạy vào chỗ của Yuki là quét cái bụi rồi nó mắc nháy liên tục đấy. như là tạo khói. Ui ạ. Ui ạ. Ui ạ. Nháy cả hai mắt luôn à. thôi kệ nó. Bọn trẻ con nghịch. Vậy thì em có thể em không biết có thể nói thế nào để chị đổi ý được không? Tại vì chị cứ sống, tất nhiên là chị muốn làm gì thì em cũng không thể cản được, chỉ là em cũng có phần lo lắng
cho cái sự nguy hiểm của những ảnh như này thôi. Ôi dồi ôi, em yên tâm, cái đời này có đâu chết có dễ đâu. Bây giờ mày cứ nghĩ theo cái hướng nó tích cực hơn đi. Nhà mày là như bạc thế. Ví dụ thỉnh thoảng nói nhỏ lại, mày với chồng mày muốn dí bên vào, đưa tay đấy mà phát đi tiểu trang cho đúng không? Mình nghĩ nó tốt đẹp đi, mình hoàn toàn có thể hợp tác mà. Bắn hát gì? Bắn hát gì? Cái gì vậy? À, thôi, vậy, em mơ hơi cười một tí, nhìn xuống. Thì có vẻ là chị với em tính vẫn giống nhau, vẫn như bố mẹ gọi là cứng đầu. Năm xưa mình bỏ đi cũng chỉ vì là không muốn bố mẹ đặt cho một cái chỗ để ngồi. Thôi, em cũng hiểu mà. Vậy thì em nghĩ là nếu mà có nói nữa thì cũng làm mất lòng hai chị em thôi. Hôm nay đến là cũng chủ yếu là để nhìn thấy chị là em vui rồi. Vậy thì chắc là tầm tuần sau đấy, có bọn em cũng có một cái buổi tối dành ra. Nếu mà cuối tuần sau chị có thể qua được để thăm hai đứa nhỏ cùng nhà em ăn một bữa thì cũng chung vui. Chẳng nói thôi. Chị thì sợ là vợ chồng em ngại cũng dám gặp người chị bần thả. Chứ sao mà chị không qua nhà được. Không gì hơn tình máu mủ của chị ạ. Nếu thế thì chị biết là cái này nó hơi đực đột. Mà em có ngại không nếu chị đưa cả văn phòng chị đi cùng, cho mọi người biết mặt nhau, mình tin tưởng nhau hơn. Bình thường người ta đòi plus one là hơi nhiều rồi, bây giờ chị muốn đòi plus nhiều, plus 4 hả? À, văn gia đình đến. À. Chị coi đây là như gia đình của chị đúng không? Coi là vậy đi. Mình đang ở đâu rồi mình hết lòng mới nơi đấy là được. Vậy cũng được thôi. Để em báo với nhà em nữa nhé. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Thế thì tốt quá, kỳ hoa quá. Đầu năm thấy được gặp hai đứa nhỏ, chắc nó lớn lắm rồi. Nhanh thật đấy. Mấy ngày nào nó còn cái chung chín. Hình như cái đợt sinh chị cũng có qua ôm bé bọn nó vẫn cứ vẫn cứ thỉnh thoảng nhắc bác Mộng nữa. Sao chuẩn bị quá cho kỹ. Ok, vậy hôm nay sáng nay em tiện đường còn phải đi thêm một số chỗ công chuyện nữa, nhưng mà bỏ thời gian ra để qua thăm chị thế nào. Nhưng mà vậy thì chúng ta cứ tạm lên lịch như vậy, và gì chị em mình gặp lại nhé, nhớ trả lời thư em đấy. Làm gì cái cùng một thành phố mà như cách mấy thành phố không bà. Rồi, nhớ, không quên nữa. Lại nhớ đấy, có gì khó khăn cần nhờ cứ nói, chị giúp hết ha, không phải ngại không cả. Có những cái ở ngoài này nó dễ làm hơn nhà. Chị cũng vậy nhá. Rồi, yên tâm. Mà chào, thì trong cái cuộc nói chuyện này thì Mơ cũng có cầm lấy tay Mộng và cứ để tay như vậy thôi. Khi trong lúc này thì Mơ bắt đầu đứng lên, gật đầu chào Mộng và bước ra phía cửa. Đi cẩn thận ha, đi mạnh giỏi ha. Cảm ơn chị. Khi bước ra thì những người lệnh cũng đứng nghiêm trang và đi theo sau Mơ, và khi Mơ bước lên lại trong xe, một người lính đóng cửa. Xe ngựa bắt đầu rảo bước lọc cọc. Những người xung quanh thì lại bắt đầu nhìn ngó nghiêng trong cái xe này. Ngó mẹ đi, ba ra đi, hết việc làm mà ngó. Lâu lâu người ta mới thấy tọc đi xuống. Bà nhà, ôi, không hết không, chưa thấy người bao giờ. Khi mà đi vào trong nhà, Mộng Mộng thấy là ở cái chỗ này mà Mơ ngồi để lại một cái bao nhỏ, trong đấy có trăm bạc. Mình ơi, bạc mình đây như vì hai đứa chiều nhỏ của dũng này tiền cùng Mơ cho đấy. Bạc ti mua đồ ăn lại có thịt bò để ăn tiếp rồi. Yeah, nhà nhớ còn 20 cân cá chắn hết rồi chứ. Là nào cái gì đấy với cá, đừng ăn cá nướng nữa được không? Mộng sẽ em muốn... có thể nào hả? Cô Mộng làm gì làm đi.
Mộng sẽ muốn ngồi cái bàn đấy, xong bần thần nhìn vào cái chỗ mơ đã từng ngồi. Mộng đang nghĩ về cái việc mà cái văn phòng lên báo không làm, nhưng mà nó cái mẹ gì vẫn nó đấy biết tôi đến đây, nó mời mình về đấy làm. Bà sẽ tự trách, bà sẽ ngồi đến lúc thôi bị trầm xuống. Em sẽ ra kiểm tra cái chỗ lõm ở trên tường. em muốn lên văn phòng cái chỗ mà em lại đi investigate cái chồng báo tiếp anh. Em có thể nào tìm thông tin về chứng khoán hoạt động dạo này, ngân hàng của nhà các Salanter có ổn không? Tôi đi chứng khoán luôn. Ác liệt các bạn. Thông tin chứng khoán coi xem dạo này nhà các Salanter có thua lỗ nhiều lắm không? Nhà các Salanter vẫn rất phát triển, không có thua lỗ. Ý là có một đoạn nào kiểu lỗ xong rồi tự nhiên hôm sau nó hết lỗ không? Một cái lỗ trên tường nhà mình thôi. Không, chỉ có cái lỗ trong tường nhà em thôi đúng không? Cái lỗ trên tờ báo. Em muốn tìm kiểu nghiên cứu về cái lịch sử tài chính của nhà này à? Kiểu là nghiên cứu đúng rồi. Sâu đến bao nhiêu? Bao đến kiểu bao nhiêu hiện năm? Tại là mình đang ở khoảng năm 1490 mấy đúng không? Thì tìm trong khoảng 10-20 năm gì đấy. À, khoảng 10-20 năm rồi. Khi mà có đọc nghiên cứu một chút thì sẽ và cũng có từ cái đợt mà cưới nhà Casalanter hồi bé đến, cũng có khớp nối với những cái thông tin mà ba mẹ mình có nói, có bàn bạc. Nhà Casalanter là cho đến khoảng 20 năm trước là nhà này bắt đầu nhà này xuống dốc. Trước đây cũng làm cùng ngành với ngân hàng và cho vay tiền. Đến một cái vài cái đời gần đây là nhà này làm ăn không còn ổn định nữa, bắt đầu thua lỗ. Nhưng có vẻ là từ sau khi mà mơ vào làm việc cùng với của cái ông Victor Casalanter thì rất hiệu quả làm việc với nhau. Hai người từ làm việc dẫn đến hôn nhân. Mơ là không phải họ Casalanter, nhưng mà cưới được Victor Casalanter khi mà làm việc cùng nhau. Thì hai nhà có vẻ là ăn ý, nhà này lại phất lên như diều gặp gió. Hiện nay thì cái câu chuyện về việc là Thiện viết văn rồi, để đọc lại cái mà gửi cho được. Để em gửi cho nó văn. Một sâu tài liệu, không phải tài em liệu. Em gửi vào chat cho anh ơi. Nhanh vậy rồi. Em phải check lại từ nãy vì em không nhớ. Nhân dân cuối này là 15 năm trước là từ Casalanter từng một thời danh giá cao sang đã dần rơi vào khủng hoảng tài chính. Mơ đã nhìn thấy cơ hội để lao vào dùng nền tài chính đang suy giảm nhưng vẫn đổ sộ của nhà Casalanter làm đòn bẩy cho trình độ học vấn và kinh nghiệm kinh doanh của bản thân. Mơ đầu tiên là làm việc ăn ý cùng Victor Casalanter rồi đi đến hôn nhân. Hai người tiếp tục kề vai sát cánh như một cặp bài trùng, vực dậy gia tộc này trở thành một thế lực hùng mạnh như ngày hôm nay. Giờ đây, cứ đi vài dãy phố là mọi người lại thấy một ngân hàng Casalanter. Câu chuyện này vẫn tiếp tục được truyền miệng trong Waterdeep như một minh chứng cho những kỳ tích thành công trong thành phố hoa lệ này là thật, nuôi mầm ước mơ cho các thế hệ sau. Khi mà nghiên cứu về lịch sử tài chính của nhà này thì Minh cũng sẽ thấy cái thời gian khó khăn và vực dậy như vậy. Ok, em sẽ bỏ cái theory của em vô trong cái hộp xem cất đi. Lo toàn đi xuống. Có mộng ơi, chưa nên ăn gì vậy? Cá con. Ok. Hôm nay đổi có làm cá sốt được không? À, ừ, nướng không? Cá nướng nữa. Cá nướng, cá rán hay cá nấu canh? Mình mới có tiền mà sao mình không ăn thịt bò? Vì 20 cân cá sắp hỏng với con ấy. Chưa. Không hiểu đến nào mua ấy. 20 cân. Hay là mình làm cái gì nhiều một tí xong rồi mình chia cho hàng xóm nữa đi. Mày tốt làm ghê. để được ăn thịt đi chị. Bà Mộng nó vẫn lẩm bẩm ba chữ, bà vẫn sẽ vào làm cá. Bà sẽ làm hết cái đống cá còn lại để ăn chiên cho hàng xóm. Mày thế chứ đâu. Mày đang ăn cá bên chiên rồi mày bỏ thế đúng không? Trong thời gian vừa rồi, Pay có làm gì không? Mình tưởng là mình đi có công việc. Mình tưởng mình đang đi có công việc không ở nhà ấy. Lúc sau vậy thì chúng ta có thể cho là trong cái session trước, là cái buổi tối hôm trước thì Faye phải về trước, nói là có việc gì đấy.
Nhưng mà sáng hôm sau sẽ là sáng hiện tại thời gian xem phòng game, Faye đã trở lại chưa hay là Linh vẫn cho là đang chưa có ở đây? Chứ qua cái scene này thì mình sẽ đi về vậy, coi như là chưa biết gì xảy ra cả. Vì nếu có thì mình sẽ ngồi mình chen vào chỗ nói chuyện của Đường ngay. Ok. Ở móc ngay. Còn đây là làm việc out of character nhá. Thì vì Thiện cũng muốn có cảnh để cho mọi người roleplay được với nhau, chứ không phải chia lẻ từng nhóm. Văn có muốn là lập tức đưa anh Bảy đến chỗ của Rania không? Hay là cũng lại về văn phòng một tí? Chắc sẽ qua bên kia luôn. Tại okay. Cho nó nhanh mọi người. Em cũng muốn đi thăm bạn em nữa. Mắt tao nháy hơi nhỏ. Đừng nên là... Con đấy xong mình cứ ngồi hết luôn con. Ủa, chúng ta là bạn mà. Đi chơi với bạn em thôi nè. Lúc này thì kiểu Faye bắt đầu đi về, lúc ấy mở cửa ra và thấy mọi người chuẩn bị đi chơi. Hello. Uầy, tự nhiên thấy Yuki đang quét nhà các thứ rồi là sửa nhà sửa. Uầy, nhà sắp có khách quý à? Sao mọi người chuẩn bị thì khách nhìn sang chị mở. Đánh mấy cá. Đang sửa lại vết lõm trên tường các thứ. Uầy, em nhìn chị Mộng lâu lắm mới thấy chị ăn diện đẹp như này. Em lại tưởng chị sắp đón anh nào về nhà chứ. Không đẹp, tao giấu vết sách sau lưng rồi. Đây. Người ta đánh giá mặt tiền chứ mặt hậu thì quan trọng gì. Đi đâu mà giờ mới về khiếp, đi phát đi cả đêm. Cứ đi cả đêm thêm 3 lần nữa ở nhà này thêm miệng ăn. Phây không chối ấy kiểu. Không có gì chối cãi cả, Phây kiểu cười nhạt thôi. Hình như em quá nhỏ để hiểu cuộc hội thoại này, em nghĩ em sẽ đi chơi với bạn em đi. Bye bye mọi người. Nghĩ đâu đấy? Thì đi gặp bạn ở Nghĩa Trang, hùng quá đó. Bạn ở Nghĩa Trang? Ôi không, em đã làm, sao em lại có bạn ở Nghĩa Trang? Để đi in cha nha. Sau khi nghe lại kiểu phây vật tình, bạn ở Nghĩa Trang? Why? How? When? Bạn nó không quen. Ủa thì... Hôm nay thì Yuki cũng có quá trời. Yuki cũng có quá trời bạn Nghĩa Trang mà đúng không Yuki? Đúng rồi, mình tiễn mọi người xuống đấy đến tận giây phút cuối cùng mà. Em tiễn mà, cái gì, cô tiễn mọi người xuống. không có gì đâu, phải, nó không phải như thế, ý là bạn nó vẫn còn sống, bạn nó là con người. Thì nó thì cũng không phải con người đâu, em nghĩ bạn ấy là elf mà. Vẫn sống. Đúng không ta? Em cũng không nhớ nữa, nhưng mà thôi em đi chơi với bạn em đi. Yuki đi chung không Yuki? Ok đi chứ. Đi hết với nhau đi. Đi lẻ nhá. Ôi hôm nay là ngày gì nhỉ? Ai được đi chơi? Thấy muốn đi không? Đi hết đi, đi hết đi. Mày đi một mình. Ngồi với chú mày đây. Ý. Lâu lâu rồi mình cũng không có cái ngày gọi là relax. À không, mới có xong nhưng mà. Đi. Mình đi ra hỏi thăm bạn của em chút xíu để xem coi tình hình như thế nào rồi đi về trước khi chú Văn về là được. Ơ, Văn làm gì mà em phải cánh Văn vậy? Sao lại phải trước qua khi em Văn... cũng tính. Hôm qua em cũng tính đi một mình á, nhưng mà trước khi mà em kịp leo ra cửa sổ thì mọi người đóng cửa sổ khóa lại không cho em đi, nên bây giờ em phải đi trước khi chú Văn về. Phải trước khi cái dây thừng đi về. Vâng, đúng rồi. Cô Mộng có đi không? Đi tao đẻ mày đi một mình, văn bẻ nó vặt cục cho tao ngoài. Đi lên đồ luôn. Bây giờ tất cả mọi người đều đi đến địa chỉ nhà rồi đấy. Ok, rất tiện. Trên quá trình đi thì có ai nói chuyện với Faye về những gì đã xảy ra tối qua không? Okay. Em chỉ kể lại những đoạn sau khi đi về và đi ra Yoni Portal thôi. Em không kể những gì xảy ra ở trong cống đâu. Mộng sẽ có kể. Mộng sẽ bắt đầu kiểu, ê, nhớ Dũng không? Cái cậu Dũng hôm trước lên trên tháp trên mà bé lại nha, không nói cho hai người kia được điện sau hai đứa trẻ nhớ ơi. Ừ, làm sao mà em quên được chết rồi. Có phải cậu đấy là cậu bạn mà nhóc đến không? Cậu ấy chết rồi, còn cậu bạn là cậu khác, chắc là cũng sắp chết rồi. Sao lại thế? Kiểu em vừa mới đi chơi một tối mà kiểu em lúc em đi về em như kiểu em lạc vào thế giới khác ấy. Để xem là bắt đầu câu chuyện Yuki sẽ chỉ con chim ở bên cạnh đường không, bảo là em Minh ơi con chim này hay nhỉ,
À, đây Yuki có biết đây thật ra là chim vàng anh và chúng nó chỉ tập trung vào đây vào mùa đông tại vì bắt đầu bị một bài giảng lực đó. Thế còn người chết đằng sau bắt đầu kể đấy, hôm qua nhảy xuống cái cống xong đi vào cái cống thì thấy chú Dũng hấp hối ở bên cái phòng đấy, xong đang trong cái phòng đấy thì có mấy con thằn lằn màu xanh đang giật cái vảy đấy, vảy nó trông như này này, vừa khoe ra cái vảy. Quên đây thấy bọn nó gọi là la thằn lằn đó, thấy con con Yuki có vẻ quen, tao thấy nó bảo là con rồng nhưng thấy nó giống thằn lằn hơn vì nó hèn luôn. Sau đấy mộng sẽ thấy kiểu Fay thỏ thảm cái bộ mặt kiểu bố chi giờ đốc để mình sốt sốt nó sẽ kiểu kinh hoàng ấy. Hình như không phải ăn này quá. Nó sẽ nằm xuống co giật. Vậy đây là cái meme đó. Em có cả gif của cái này dập đùng đùng luôn kiểu một cái vảy màu xanh. Thấy con Yuki của nó tên là Lang á, lại còn tên là Lang nữa. Thằng Lang đến thiết chú Dũng rồi, nó lại giết người rồi. Lần thứ ba. Ôi không, lần thứ ba em con chim thì Yuki ôi kiểu là chim. Chim mọi người đừng nói là bây giờ mọi người sẽ đi gặp cái con thằn lằn đấy chứ. Có phải tôi đã bị lừa không? À không, con thằn lằn đấy bị giả lên đồn rồi. Thằng lằn vừa lên đồn luôn rồi. Con em chết thì biến mất. Đó, đấy còn bây giờ là đi gặp bạn của cái Nghi. Này bạn ăn rồi. Bạn của thằng Minh. Tôi xin lỗi, tôi không phân biệt được hai người. Đấy, nói chung là thế. Hai đứa nó cũng hơi sốc. Hôm qua trong lúc mà Mộng và Fay kể chuyện về ngày hôm qua thì bà Minh lấy tiền nãy cô Mơ cho đi mua hai cây thịt nướng, một cây cho Minh, một cây cho Yuki. Hai đứa tò te đi ăn thịt nướng vừa đi. Ăn xiên bàn, yeah. Tao nhìn thấy nha. Tao không nhìn thấy thì mũi tao vẫn ngửi được cái mùi đấy nha. Tao chui xuống mồ, tao ngửi mùi này tao bật dậy được nha. Yuki cầm mấy cái xiên kiểu nhòm. Thịt nướng ngon quá, nhòm. Fay xin một cái xiên ăn cho nó lại không mua được luôn. Sao chặt thịt kiểu chúng ta sẽ có ba đứa đang ăn thịt nướng trên đường để tập trung vào việc ăn thịt nướng. Tôi thấy bị phản bội. Nghe phang phản được một cái góc đường nào đấy. Xiên bẩn chú Thạch đây, xiên bẩn chú Thạch. Giờ chú Thạch lấy cái xin vẫn nữa. Ngoài thị trường bên này rộng vãi. Khéo chú. Chỗ này mới chỉ nhắn vào tao bệnh bẩn bên này luôn. Thế cửa hàng bên kia. Quán cũ tao đấy. Quán gỗ tao đấy. Camera đang quay từ bên quán của Thạch sau. Rồi. Có tiếng gì nhỉ? Dế. Xong rồi có một cái cồn cỏ bay ngang qua dù đây là mùa đông và có một cái bảng cho thuê nhà gọi số này. Ôi, mình tới nhà của Renee chứ nhỉ? Ở trọ chứ nhỉ? Ở trọ. Mọi người đã đi đến được chỗ trọ của Renee, trọ tạm thời. Lúc này, một cách thần kỳ và trùng hợp, Văn cùng với điều tra viên 7 và hai người cảnh sát đang mặc đồ thường dân nữa cũng đi đến xe ngựa dừng lại. Bà Mộng nhìn Văn, nhìn sang chú 7, người ta nhìn kia. Tao ngồi đây. Tao thấy mình bị phản bội, Minh ơi, mình đi về được không? Anh Văn ấy ăn thịt nướng không? Ăn trên bàn. Tao bị phản bội tận 2 lần. Sao mọi người lại? Sao mọi người lại đây? Đêm qua mày đi chú. Thì ra chú Văn đi bỏ tụi mình đi lập văn phòng mới rồi. Thì ra đây là nhân viên mới của chú Văn. Chú Văn không cần tụi mình nữa. Anh 7 mà. Đây là anh 7 mà. Thằng nhân viên khác nữa chứ. Không. Nó sẽ dựng cổ Văn ra một bên kiểu bà cha mày nha. Hôm qua tao bảo mày cái gì? Tao bảo mày là mình không biết gì cả. Mình không biết gì mà anh đẩy đến đây à? Chị cũng biết là em không thể nói dối về những việc đó được mà. Mày có thể, mày chỉ không nói thôi.
Rồi giờ sao? Một mình mày đi tù chứ đủ lắm rồi, cả lũ đi tù cùng nhau cho ấm cúng mà. Vào đấy nấu thịt nướng cho mày nhá. Em đâu có muốn mọi người tới đây. Tại sao mọi người lại ở đây? Tao phải là tại sao mà lại đưa mấy đứa kia đến đây chứ? Thì ít nhất em có khả năng dọn dẹp cái đống này. Còn khi mọi người ở đây thì không. Mày có cất cái giọng đó kia. Trời ơi. Rồi tại sao mọi người lại ở đây? Con Huy nó đòi đi thăm bạn nó. Chẳng lẽ tao để nó chạy đi sao? Con mít nhầm. Mang nhìn mọi mình ít nhất chịu mày cho nó nhà chứ. Nó đi thăm bạn nó. Bạn nó cho bạn tao à? Không phải là lúc nãy. Được mày không đến đây lúc nãy. Vậy không muốn mọi người đến đây lúc nãy. Không. Tao đã giật mày là không nói gì cả. Xong mày đưa bọn nó đến đây lúc này. Tao giật mày cũng không à? Ít nhất em muốn biết mọi chuyện nó như thế nào. Còn mày biết rồi. Mày biết rồi thì mày không có nghĩa vụ mày phải đi kể. Mày kể cho kỹ vào để trên báo nó biết từng chi tiết ha. Ít nhất đây là 7. Em đang kể cho mỗi mình 7 ngày thôi. Cái gì mình? Từ từ. Chú Văn có thấy nó ngủ không? Ăn xin bản nhóm thay. Đi ra. Tụi nó mua xin bản nhóm thay. Mày điên rồi. Nói chung mày kể những gì rồi? Mọi thứ. Mày kể hết rồi. Mọi thứ những gì em được nghe lại. Mộng sẽ đi ra một góc lấy giấy bút ra viết thư cho em gái. Nếu một mai chị có vào tù. Phay sẽ đi ra nói với Mộng là ôi chị ơi, nhà mình vẫn nhà mình vẫn còn thuốc lú mà. Chỉ là bắp tay của chú Ki. Mình vẫn có thể reset lại trí nhớ của anh ấy mà. Nếu một mai tao không. Tao xin thề. Em chị xin thề chị không liên quan. Trong trường hợp nhóm này bị điều tra. Sự em nói thật là em nghĩ đấy là cái trường hợp tốt nhất rồi. Khi mà tự nhiên em nghe thấy, lúc em cũng nghe thấy anh Văn nói lờ mờ vài câu gì là tôi khai hết với là cảnh sát rồi ấy. Chỉ khai với chú Bảy thôi ấy. Thì tốt nhất là chú Bảy thôi cậu. Mình tồn tại đã. Mình sẽ suy nghĩ đến trường hợp này. Chú Bảy đứng đó nhìn chuyện này xảy ra, chú Bảy có lo không? Bảy đang nhìn Văn mà. Văn Mộng nói chuyện với nhau. Chú Bảy ở đường đấy ngó sang Yuki. Chuyện này xảy ra thường xuyên không cháu? Nó ngày nào cũng thế mà. Anh ăn xiên nướng không? Xiên nướng, ok. Xin nướng nhà hình như là Thạch đúng không? Con nhà chủ cũng thay thích ra đấy. Đồ tao nấu ngon hơn nha. Nó Mộng ra quay sang với thầy tiếp. Bây giờ là đập ông này trước hay đợi hai thằng kia viết nốt rồi đập cả ba? Không, chúng ta sẽ không làm như vậy. Chúng mình làm gì? Để yên nó đi. Cậu phải nhớ cái bà hôm qua lao đến rồi mới chửi mặt cậu. Để yên được ý. Bà gió bạc vào dưới cống. Nhưng mà ít nhất là hiện tại không có bà ở đây. Nhưng mà bà sẽ ở đây. Không, bà sẽ không ở đây. Nếu bà ở đây, cậu được chịu trách nhiệm. Tôi không được quả. Tôi nếu bà ở đây, không ai phải chịu trách nhiệm. Em sẽ đâu? Mày nhớ một người đấy. Không chắc đâu. Bây giờ quay sang nhìn anh Bảy. Anh Bảy có bao nhiêu tuổi nhỉ? Còn sợ con các thứ như nào? Con cho U50 phải thật. U50. U50 à? Không, vợ anh ấy có biết vợ con các thứ như nào không? Mình nên là được sự thưởng thức. Chắc là Văn thì sẽ có biết trước làm việc của U50 chắc con biết, cũng phải 20 rồi, không sao đọc được. Phải không biết đúng không? Lỡ người ta cứ chồng sao? Thì sao? Bây giờ thì là sao? Có chồng càng tốt. Có chồng càng có gái để bịt miệng. Nào lúc... Blackmail nó mới hiệu quả. Anh Bảy đi tới đây với anh Văn. Với lại chú Văn làm gì á? Hỏi này là anh Bảy và chú Văn. Ừ. Anh Bảy và chú Văn. Anh Bảy và chú Văn. Mình. Dạ. Cô gọi là anh thôi. Mày gọi là bác. U50. Dạ, ông Bảy đi với lại chú Văn tới đi làm gì đấy à? Đến để đang có cái này chắc là nói to không tiện, nhưng mà cũng liên quan đến việc mọi người đợt trước ở quận cảng á có tìm cái cậu gì và mọi người giúp thì chữ bác muốn hỏi thông tin, chú muốn hỏi thông tin. chú không có bắt bậy của con đi đúng không? Cái đấy sẽ còn tùy xem là sự liên quan thế nào. Chú sẽ làm theo đúng thủ tục. À, anh Bảy.
Mình mới có thể xem nghe một câu chuyện được không? Được, em đây tính đợi Phi vào xong em đi lên báo với một bạn em trước để bạn em chạy đó. À, anh Bảy, ôi mới có mấy ngày không gặp mà như kiểu lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Hôm nay có chuyện gì mà anh với lại anh Văn bên văn phòng em mà kiểu phải họp hành sớm thế? Đợt trước chắc là anh nói chuyện với Văn thì Phi cũng ở đấy nhỉ? Trước qua văn phòng hỏi là có người báo là thấy mọi người ở chỗ quận cảng tầm cuối tuần trước, lại đúng lại gần chỗ hiện trường của vụ đánh nhau giữa Gendry với Sanata, nên là anh đến hỏi thôi. Nhưng mà hôm trước thì Văn với cả mọi người không nhớ chuyện gì xảy ra, nên là hôm nay Văn lên báo cáo lại với anh. Cho mình hỏi ao cha một chút, đấy là mình làm việc với lại anh Bảy nhiều rồi đúng không? Đúng không? Vì là mình đang muốn sử dụng một thứ trước phay mà đã làm việc cùng với Văn rồi, từ khi Văn còn đang làm trong chính quyền thì cũng có thấy Bảy. Anh Bảy cũng là trong cùng cái gì nhỉ chi nhánh thám tử dòng cảnh sát. Có nghĩa là kiểu chỉ thấy thôi đúng không? Để mình đang xem thái độ, cái độ tôn trọng của mình anh Bảy thế nào để mình sử dụng những cái thứ tồi tệ với anh ấy. Hiện sẽ cái đấy là sẽ tùy người chơi muốn cho nhân vật như nào. Đối với Văn thế được rồi. Văn thấy cho là thấy anh Bảy thế nào? Em vẫn khá đồng trọng anh Bảy. Và Faye thì làm việc cùng Văn cũng có thể thấy Văn làm việc cùng anh Bảy. Đấy là tùy người chơi. Ok. Vẫn có thể là không thích, không ưa. Đa số tiền của mình là anh Bảy trả mình. Khó quá nhở. Câu này chí mạng quá. Thà không nói ra. À không nói ra. Em có thể nào tranh thủ em chạy lên kiếm rồi này chứ không. Em có nói gì không? Cứ lủi lủi thôi. Cứ lủi lủi đi thôi. Em lan xin nick lên. Cho anh một kỹ năng nào đó. Em cũng muốn nick lên anh không? Biến mất. Bán cho anh một kỹ năng nào đó. Rồi snake trong lúc này em chỉ có một đai thôi. Độ rủi ro trung bình, độ hiệu quả. Nếu mà Pay muốn làm gì đã? Pay đang làm gì? Mình ao cha nói hỏi một người tí nhé. Là mình muốn chém anh Bảy ấy. Hả? Thật đấy. Gì vậy? Chém. À thoải mái. Go for it. Ok. Cố phê cả. Ôi, chết. Nghe thành chém còn giật mình. Nghe chém là sợ nha, nhưng mà chém ok. Ôi thực ra thì cái chuyện mà cái hôm đấy ấy, thì không biết là Văn nhớ được cái gì không, nhưng mà em cũng cái trí nhớ của em vẫn còn đang màng nhớ được một chút ấy. Không biết là nhưng mà có chuyện anh biết mà câu chuyện nó hơi dài ấy, thì mình có thể ra nói chuyện riêng đâu đấy không, có thể là bây giờ hoặc là tối nay hẹn nhau ở một chỗ nào đấy mình nói chuyện cho tiện. Văn kể mất trí nhớ, đấy là chuyện của Văn mất trí nhớ, mình nhớ mà. Đâu kể mọi người. Ông bảo là mọi người. Nhưng mà bây giờ anh bảo là tự nhiên anh nhớ rồi. Không. Đấy nhá, ao chào một chút, mình nói lại với lại Nghi đấy là mình nói là mình nhớ được mang máng, không phải là mình nhớ hết. Đấy. Anh cha là đấy. Thì nếu được thì có lẽ em có thể mời anh chúng ta để đi ăn ở đâu đấy, mình ngồi tâm sự nói chuyện, em kể ra xem hôm đấy đã có gì xảy ra đấy. Và thì... làm ăn mọi người biết là chỉ là tiếp đi. Thế thì cuối cùng là thanh niên mà mọi người cứu có ở trong nhà trọ đấy không? Ở trên anh. Ở trên thanh em? Niên mà đúng rồi, ở trên cô bảo ơi, cũng thì... hơi lực mồm chú Văn rồi luôn. Chào cha. Vậy thì chúng ta có thể bàn sau đúng không Phách? Bây giờ cứ phiền bao việc đấy nhỉ? Không bàn sớm mà nó quên tiếp anh ơi. Khó lắm mà em mới nhớ thôi. Đấy thì... Thấy bảo là buổi tối mà. Bây giờ luôn cũng được anh. Chuyện là... Anh biết cái trí nhớ anh thấy anh ông Văn em không? Hôm trước hôm sau chả có nhớ gì cả. Em sợ là... cái đầu óc của em nhiều lúc nó cũng bị choáng choáng như vậy, nhiều lúc ôi anh biết không, nhiều người em là nhạc công ấy, nhiều người ấy là phải tỉnh táo thì mới nhớ được chuyện, còn em ấy phải có dựa vào thì
đầu óc hoạt động nó mới tốt được, thì dựa vào lời mới ra được. Này có à. Không biết cho Thiện một cái lăn xuất sắc với kỹ năng đầu đấy. Cham. Cham. Câu hỏi tình huống sao mình theo ai? Không thấy mình theo ai? Mình hôm nay theo ai? Phay mới về mà không theo phay được, theo Yuki. Vậy thì Chan, kỹ năng này trong trường hợp này cụ thể sẽ là hiệu quả thấp, hậu quả thấp. Ờ, Chan, một phát 4 đến 6 đúng không? 4 cái. Có muốn tự đẩy không? Great success. Critical success. Ok, rồi. Thế thì nhớ được hết thì kể anh luôn. Chắc là chắc ngồi đâu nhỉ? Sao biết gần đây có cái em mới biết nhé, một quán ở trong bên trong cái ở trong chợ ấy, ở quán xin ông thành bên đường anh ơi. Ở bên dưới cái chân cái ở trong khách ở trong cái nhà nghỉ ở dưới khách sạn Đồ Thần ấy. Đấy. Có một cái quán ăn đồ ăn hải sản đấy siêu ngon luôn. Đấy, cái chỗ hôm trước vừa bắt thông anh nghiệp đến em điều tra một chút về ẩm thực chỗ đấy rồi. Ok, rồi. Đây, thực ra mình cũng cần thông tin mà sao được. Nếu mà quán đấy sao là tiện thì biết quán đấy luôn cũng được. Ok, vậy thì rồi, em thấy có thế nào nhỉ? Ok, thế nếu thì... được thì mình mới chọn. Sao? Nếu được thì cho cái mình cái tách nhóm đi luôn. Nếu được cho mình tách nhóm đi đi ăn với anh Bảy luôn. Mọi người thì đi chỗ kia, còn mình thì cách bịt miệng Bảy lại. Bằng cách này hay cách khác, bằng rượu, bằng mọi thứ có thể. Bằng đôi môi này. Thế thì Bảy nói với hai thanh niên cảnh sát đi cùng. Mấy chú cứ ở đây hoặc là lòng vòng quanh cái khu này nhá. Anh đi nói chuyện với Faye một tí. Xem có thêm thông tin gì được không? Và sẽ đi theo Faye đến cái chỗ quán ăn ngon đó, ở nhà nghỉ nào đó. Quán vậy thì được. Minh nếu mà và Mộng muốn snack, độ hiệu quả sẽ là trung bình, độ rủi ro thấp. Vẫn còn hai thanh niên cảnh sát mặc thường phục đang ở xung quanh. Năm. Cho em hỏi là mình chưa có reset effort với lại strain đúng không? Reset rồi. Hết một tịch quân nhiệm vụ, một cái chuyến mạo hiểm. Yeah. Em lăn lại nhanh, em bớt mũi, em lấy một xe đem lăn lại đi. Không biết nói gì. Trong lúc mà cố lén lén hay em được quyền sao? Em được quyền làm điều này tới khi nào mà em hết stress đúng không anh? Ok, mời em. Có hai snip mà. Không, có một mà tại vì bị dính vào. Bị người cái kia rồi. À. Nói như là một lần nữa mà nó vẫn không ra. Nó vẫn không thành công thì thôi nha. Thôi được. Quá tàm ba bận. Sau khi mà lẩn đi, cố gắng tránh ánh nhìn của hai anh cảnh sát kia, đây là lộ tùng phèo mấy lần. Đấy, nhìn đi bác trốn sau cái cây, anh cảnh sát quay lại không có gì, đi vài bước nữa lại vấp xong rồi trốn sau một vài người khác, anh trốn cảnh sát quay lại vẫn không thấy gì, trốn sau thực ra Hồ Mộng đứng trên cửa nhà nhìn xuống kiểu ý là bắt trước cho tới. Năm là vẫn chưa thành công hoàn toàn. Trong cái lúc mà đi như này thì lúc thì hai thanh niên kia sẽ hỏi Yuki với Văn vẫn là đứng đấy. Ủa? Hai bạn em rồi. Văn nhìn xung quanh, đi đóng mục tiêu rồi. Thì Yuki nhìn xung quanh kiểu em không biết nữa, ăn dưa mật. Ok. Thì đang vụ điều tra của anh Bảy chạy lưng tinh này. Phải trước khi đi con nhắn lại mấy để Mộng nhá. Em đi em để em xử lý việc này. Tin em. Yêu mọi lần. Tao đéo tin ai. Trust me bro. Okay. Thế thì anh Văn mình vậy là mình đợi Bảy với cả chị Phay ở kia à? Mình có làm gì không anh? Hay là cứ ngồi đây thôi? Chắc đi lên trên luôn nhỉ? Chứ ở đây làm gì?
hay là ra quán anh Thạch mình ăn thêm không anh? Em sắp hết xiên rồi. Không, tao không nghĩ mà mộng sẽ đi việc này đâu. Trước khi mà mộng lên là mộng đã kẻ dao sau lưng văn mày đi. Xong mà biến mất. Thì em đi mà, thì đi lên trên. Yên dữ chưa ông nội? Nếu mà đang đi cùng Minh đang trên ở trên tầng mà nghe thấy cậu đấy dưới nhà sẽ không sang Minh cả. Tao thực sự suy nghĩ về việc đi làm đầu bếp hoặc làm vào ngân hàng ấy. Em thấy là đi, bây giờ em thấy đi làm Paladin cũng không phải là một lựa chọn tốt tồi lắm. Mình cũng suy nghĩ rằng đi cho hết tháng lấy lương đi nhỉ. Vậy là hai người ở trên có được sneak được vào trước nhưng mà có một thời gian nhất định thôi trước khi hội bên dưới lên theo. Hai người trên cỡ 15 phút. Không đến đâu, được 5 phút. 3 phút. 5 phút rồi. 3 phút. À. Đi tìm phòng. Đi tìm phòng của... Anh Văn nó hình như là sắp sửa đến giờ cầu nguyện của mình rồi ấy. Từ từ. Giải quyết mấy vụ này xong đó. Ủa Văn ơi, mình phe nào vậy Văn? Hiện tại thì đang phe anh 7 nha. Chắc là Văn nhớ phòng của cậu luôn, cậu ấy gửi cả phòng không? Có, mọi người biết được ngay phòng nào. Đến... Danh. Nhanh lên, mở cửa ra, nhanh, tao của Mộng. Mộng, nhanh lên, tao phá cửa ra. Mở cửa ra rồi. Thế ra, con giáo sư trước mặt. Mày có sợ cảnh sát không? Em sợ chị. Sao mày sợ cảnh sát? Hả? Không, em, sao chị dưới ra bắt em? Mày có sợ cảnh sát không? Mày trả lời nhanh. Em cũng không biết gì. Em quên tay. Em cũng có biết đâu. Thực ra em đang tránh mấy cái bọn băng đảng nó bắt mà cảnh sát thì em không biết. Nhưng mà mày có làm gì sai trái để mình đi tù không? Không. Tao không cần chắc chắn. Không, em không làm gì sai cả. Em là nạn nhân của tất cả các vụ bắt cóc băng đảng các kiểu. Em chị sợ nếu bắt đầu lùm xùm thì lại nguy hiểm, nhưng mà nếu các anh chị nghĩ ok thì em ok. Tao không thấy ok đâu, nhưng mà mày thay đồ vào trong nhà ngồi, cảnh sát sắp lên. Ok chị. Ok, em luôn sẵn sàng đồ ạ. Sẵn sàng đồ. Thế thì chị với cả Minh cũng vào trong đúng không? Minh bây giờ muốn để nó nói chuyện với cảnh sát hay là túng đầu nó nhảy cửa sổ sạch nào? Em cái này em không biết nữa. Em đang sợ là nếu vụ này cảnh sát can thiệp vào thì sẽ làm cho Ready nguy hiểm hơn, tại vì lỡ đâu trong châu cảnh sát có người của ban đảng thì sao? Hay ngược lại? Thứ tao lo là nếu mà mình bỏ chạy bây giờ thì mình sẽ thành người nhột. Chứ tao làm sai gì mẹ đâu đúng không? Mình giải cứu nạn nhân mà, thì tại sao mình phải sợ? Tao quên xứ mất. Trời ơi, tao có quên mất mấy cái vụ cảnh sát gì? Tưởng nó đi trộm không? Nhưng mà ý là tại sao Renee không nhờ cảnh sát trước khi mà nhờ tụi mình? Tao mày không nhờ cảnh sát trước khi nhờ tao? Bạn có nhờ mà. Em bị bắt cóc mà thằng bạn em nó nhờ mọi người cứu. Tại sao thằng bạn mày không nhờ cảnh sát nữa của tao? Nó bảo là nó hỏi cảnh sát, thấy cảnh sát toàn bận băng đảng cái khỉ cái quân quay đấy đấy, nó sang văn phòng thám tử. Này mua chỗ giá mấy chứ làm sao so sánh được. Ý là anh chị cứu em rất biết ơn. Và ra cái và cái bộ này nó lằng nhằng quá, em cũng có muốn thế này đâu. Em muốn về lại quán rượu do đi mua thồ ngồi chơi xây nước chứ không muốn chơi đuổi này đâu. Xin vào nhà đi vậy. Đấy. Hai bộ này đẹp đẹp nhé. À vâng. À sao đừng bộ nó trông khổ khổ ấy. Hả? Em không có bộ đau khổ chị ơi. Rồi phải mặc bộ nào nghèo nhất là được. Đây, được rồi. Lúc này Văn Bảy, à không, không phải anh Bảy, hai người cảnh sát đi cùng anh Bảy và Yuki cũng lên đến bên trên. Phòng này nè mọi người, Văn sẽ gõ cửa. Mình sẽ mở cửa. Hello chú Văn. Sao lên đây rồi? Mộng đâu? Là đâu đây chú Mộng? Mộng còn con dao đứng trong nhà. Sao lên đây hết rồi? Tao lên tâm sự với bạn của thằng mình. Nhóc đâu?
Bạn nhớ món trong đó không? Em đây ạ. Đây ra với một bộ hơi nhầu nhĩ một tí nhưng mà vẫn trông sang sang. Thằng nhóc đó. Chào anh Văn, chào mấy anh cảnh sát ạ. À? Đúng ạ. Cảnh sát bảo về thanh niên này đấy hả? Thế chắc là cũng đợi anh Bảy về rồi anh ấy điều tra. Còn bọn tôi thì đi hỗ trợ thôi, xem nhỡ có vấn đề gì thì giúp tay giúp chân. Chúc này rồi lúc này có muốn cho Văn nói gì không hay là để chuyển cảnh sang bên Phây? Em định nói là nếu mà hai anh ở ngoài em vô trong. Ok rồi thế anh đứng ngoài cũng được, không gì lạ thế đến nơi không sao ngồi. mười Phây và anh Bảy. Anyway, mình muốn nói một chút là cái đoạn của Phây và anh Bảy thì mình không muốn roleplay đoạn đấy được không? Yeah. Bởi vì là nó là như này nhá, mình sẽ hỏi lại là mình tóm tắt lại, mình sẽ hỏi lại xem là anh Văn đã nói những gì rồi. Sau đấy là mình sẽ bịa ra một câu chuyện tương tự như thế để nói với anh Bảy. Rồi mình sẽ uống trong lúc đấy thì mình sẽ kéo dài câu chuyện ra, mình uống rượu. Rồi khi mọi người đã ngà ngà rồi mình sẽ làm trò con bò gì đó. Và lần hot mình này muốn sau đấy lần hot mày hình đệ mày hình tối đen hot hot một tuần đen lần hot. Và sau khi tỉnh dậy thì mình muốn nói gì đấy với anh Bảy là ở lại nếu như có, nếu như được nhá, mình muốn bảo là cái này như là một chuyện rất hệ trọng với bọn em, nên là em không muốn có nhiều người khác biết là mình đi ra đi chơi kiểu như vậy đấy. Mình chỉ có thể là mình cố gắng cũng dùng đủ mọi thứ, tất cả những gì mình có thể để phục anh Bảy là cái chuyện đấy chưa chắc lắm. Mục đích là tốn thời gian, khóa miệng vậy. Rồi tốn thời gian là một, và sau đấy là khóa miệng, nghĩa là để về sau ổng không truy xét, không truy hỏi gì nữa à? Thế nào? Ý là tháng tư hiện tại không muốn ông ấy cho những người khác trong người khác trên thế giới ấy, biết được là chuyện mọi người đã làm ở đấy. Thế mà hiểu như thế đâu, ít nhất là mình, bởi vì bản thân cứ nói đi. Ok vậy còn về Rainier có bảo ông ấy thế nào liên quan về việc xử lý Rainier không, hay là kệ ông ấy làm gì cũng được? Rainier không rõ là mình còn biết nhân vật đấy không ấy chứ. Cái thanh niên mà mọi người đã cứu. Và đối với Phây lúc này thì không nhớ gì cả, chỉ nghe qua lời kể của ai. Mộng với cả mình không còn chưa gặp cơ, không là ai cả. Cho mình một phút suy nghĩ đi. Có thể liên quan đến cái background, consider cái background gì nhỉ? Đồ án chỉ là cái tổ chức của Phây đang tham gia. Phây không muốn gọi là bảo anh gọi là tập đồ án đó. Tạm thời chúng mắt cho qua đi. Tạm thời. Còn đó cái là chỉ chống qua. Để em bọn em gọi là giám sát ngay được không? Xem là hỏi cần hỏi han gì để bọn em lo. Kiểu chưa muốn City Watch nhúng tay vào vụ này sớm quá, dễ bung bét lắm. Như là bố. Vậy là xin thời gian để tự lo chứ đừng có để và lên tạm thời đừng nói với ai. Lên bắt nói. Cái này chuyện sẽ cần thêm một cái lăn nữa vì chúng ta không roleplay đoạn này nên chúng ta không hoàn toàn chắc chắn. Và alo. Okay. Nghe được mà chỉ là có tiếng bên ngoài nữa thôi. Background noise. Có bị ồn quá không? Nếu vậy thì mình đều hơi ồn một tí. Mà hiện tại thì đây. Bất cần trùng thân lên phải nói không? Có bị bạn không? Mai bị quát tiếng ấy. Ok. Giải quyết hiệu quả. Nhanh gọn lẹ. Một tập phần trăm. Trong cuộc nói chuyện này, Phây sẽ thấy, Thiện sẽ miêu tả chung thôi nhé. Phây thấy là
điều tra viên 7 cực kỳ muốn gặp cái người Rainier này, rất khó để xoay chuyển ông ấy. Thiện sẽ cần một cái lăn và Thiện cần cái great success để chuyện này xảy ra. Lúc mà mình đã có 4 rồi, mình không thể đẩy thêm một cái gì đấy nữa vào, không để effort vào được đúng không? Bình thường kỹ năng là mấy? Bình thường kỹ năng là mấy? Bình thường là 4 ấy. Charm là 4. À, đẩy được. Đẩy được lên max là 6. Đẩy được lên max là 6. 6. Đẩy mà... effort thì thêm 1 thôi. Effort thêm 1 à? Là sao? Là từ 1 dùng là trừ effort 2. Thì được thêm 1 xuất sắc. À, ok. Ok, là 5. Là 5. Oh. Được. And be... trong cuộc nói chuyện này hiện sẽ cho nó vẫn là có phần nào success không, great success vẫn là tốn được khá nhiều thời gian vào đây, nhưng mà cuối cùng thì anh Bảy vẫn cương quyết là cần, có thể là cái việc mà không nhắc đến mọi sự liên quan của mọi người thì ok, nhưng mà cần giải quyết vụ này ngay lập tức, cần gặp cái cậu này mà đã được đề cập đến ở trong cái căn nhà trọ kia. Trong cái cuộc nói chuyện này, mặc dù là không hoàn toàn đạt được cái mục đích của mình, mà Faye có cảm giác là anh Bảy có một cái áp lực gì đấy rất nặng nề là cần giải quyết vụ này ngay lập tức. Ây dùng khá nhiều chiêu trò rồi, bình thường thì khá nhiều người gục, nhưng mà có vẻ là cái bầy này có một cái áp lực vô hình gì đấy mà cảm nhận được trong cái sự vội vàng, những cái lời nói của anh, cần ngay làm ngay. Anh mười trong khi đó trong ở, thời gian ở trong thời đó, gian thì sẽ cho là chơi cạc 30 phút đi, 30 phút mọi người có lại nhanh thế, nhanh thế, trời ơi, uống rượu phải 2 tiếng anh Bảy yếu vậy. 1 tiếng rồi, 1 tiếng vẫn là người đang có tâm trí cho công việc. 1 tiếng mọi người có làm gì không, hội bên kia chơi bài rồi bài. Không làm gì vậy thì anh Bảy và Bảy trở lại. Không có hy sinh để làm gì, mỗi người lăn cái D6 xe bay thắng nhiều nhất. Tôi đã cùng cái này làm gì thôi chứ. Ôi, nửa tiền đây, nửa tiền đây, ngài của tao ở nữa đây. Em tin bảo là em có được role advantage đâu, tại em không bên xây nhận ra là cô Mộng nhanh tay nên chắc cô Mộng giấu mãi mẹ. Mất dạy. Mọi người không hiểu sao lần nào cũng tự quý. anh hiện lăn 2D6 thì sẽ coi hai anh lính có thắng không, em cũng tính kêu hai anh lính. Rồi, xua. Đúng rồi. Cho anh lấy mắt. Cho rồi đây ra 3D6. 3D6. 1, cái đầu tiên là rồi đây. Ôi dồi. Ôi dồi. Này cũng đỏ quá. Còn mỗi chú bạn là thua. Chú bạn thua thối luôn á. Kiểu ba người hòa còn ba người lỗ. Hai thắng thì không biết. Ba người hòa. Đến lúc mà Bảy cùng Faye quay lại. Đấy bạn. Ê, ăn rồi. Đấy tư quý. Bảy. Mấy đứa làm cái gì vậy? Tụi em ngồi đợi anh. Đây bạn này bạn đồ đây anh ơi. Cậu nhóc hồi nãy em nói nè. À rồi, anh rủ rồi. Thế Rene là cái thanh niên mà mọi người cứu được từ hang ổ bọn Sanatha đúng không? Đúng vậy. Area gần. Đã đúng rồi anh. Rồi, rủ rồi. Đầu hơi bèn bèn tí uống rượu. Rồi, thanh niên. Thế thì mọi người, rồi tất cả mọi người ở đây rồi. Kể ngọn ngành, mọi thứ, những gì mà mình nhớ được trong tuần trước cho anh. Đấy, thì Thiện sẽ tóm tắt. Nếu mà không ai cản gì, Rania cũng sẽ kể hết những gì mà cậu nhớ. Không dám cản. Không dám cản. Ok. Không dám kể. Nhìn chung sự việc Thiện cũng tóm tắt lại qua rất ngắn gọn cho mọi người thôi. Rania bị bắt cóc. Qua đầu tiên là vào cái nhà kho của bọn Zentarim. Bọn nó hỏi cái quần què thì cái con mắt Golo. Cậu này không biết
sau bọn nó cũng có đánh một tí. Rồi sau khi mà bọn Gentarim bắt được một hôm, một ngày, thì bọn Sanatha đến đánh bọn Gentarim, bắt cậu này về Sanatha ở dưới cống. Rồi cũng lại hỏi con bắt Golo, nhưng mà bọn này thì tìm kỹ hơn, thấy được cái vòng cổ, cái locket mà cậu này đeo, có cái ảnh của mẹ cậu ấy, nhưng mà lật ra ngăn bên trong có cái con mắt, cậu này cũng không biết là con mắt ở đấy. Và đến lúc mọi người đến cứu, là đánh nhau ủng sảnh, Văn cầm cái con mắt đấy, một con Mind Flayer, Mind Blast mọi người, đùng một cái, cả căn phòng sáng lóe và tràn ngập những năng lượng psychic, sóng não. Rất nhiều người ngất và con mắt nó như một cái hố đen, nổ năng lượng psychic khắp phòng. Tất cả mọi người trong cái nhóm party, văn phòng thám tử, choáng váng. Cậu này đã giúp mọi người đi lên một cái lối thẩm phụ, lên cái nhà ông nào đấy, ông sợ ma, để thoát ra. Con mắt này có vẻ như là đã fuse vào người, đã nhập vào người của Văn. Và hình như là trong cuộc nói chuyện với Văn, cho Văn một số khả năng kỳ lạ. Trí nhớ của mọi người thì không hoàn toàn rõ vì sao mất, nhưng mà theorize lên cái dự hoặc là suy nghĩ có thể liên quan đến cái việc mà cái Mind Blast của con Mind Flayer cộng hưởng với cái con mắt Golo thế nào đấy. Toàn bộ tất tần tật kể sau, xin đường đã hết. Em sẽ đích được tiền vào túi rồi nhá. Anh ơi, bà lấy hết tiền của mọi người. Sẽ đích không được, mọi người kể nghe đam mê quá. Bọn kiểu tao thắng quá. Để em dùng xem, để em xem lại. Nửa tới rồi, báo rồi đó. Đó, sau khi kể xong thì anh Bảy có phản ứng gì mình? Quay nghĩ ghi chép xong suốt quả khoảng thời gian đấy. Và vậy là rồi, ok, thông tin thế này anh sẽ ghi nhận lằng nhằng đấy. Anh sẽ cần vẻ rất như là một người quan trọng trong đối với cả tất cả bọn Sanatha và bọn Gentarim này. Anh sẽ muốn đem cậu ấy về đồn để giám sát và cũng có thể là bảo vệ ở đây sẽ an toàn hơn, thay vì phải sống chui sống lủi ở mấy cái nhà trọ thế này. Rene thấy thế nào? Cậu này ngó sang mọi người. Văn gật đầu đồng ý. Trong hỏi cái câu hỏi vừa nãy mình hỏi, trong cảnh sát có đội của hai bên kia không anh? Tại vì anh lần trước, mọi người không nhớ, mọi người cũng đã đem một nạn nhân về và sau đó người ta bỏ trốn hả? Nên em đang không nghĩ rằng là đồn cảnh sát là một nơi an toàn đâu. Người của bọn nào? Cái bọn nạn nhân nào nhỉ? Cái người mà bà elf, bà drown hay elf gì đó, cứu từ ở trên tượng đồ thần anh. Tượng đồ thần á, cứu xong cái bà bị bỏ luôn mà. Cái bà đấy đang đi xuống tượng, tự nhiên bà ấy nhảy cầu thang xuống đấy chứ. Thì đó, nên lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Có vẻ mọi người bảo vệ một người nạn nhân yếu đuối, gầy mòn còn không được thì làm sao bảo vệ được? Con có nghĩ bà ấy người yếu đuối không? Bà nhảy xuống. Sao nói vậy? Người đấy là tự muốn bỏ đi mà. Có phải là... Nhớ đâu nhá. Nhớ đâu mọi người đang đi trên đường, xong cái bọn kia nó thò trên người, trên trời, xong nó túm mất mạnh nó nhấc lên. Ôi, người chúng ta sẽ đi chung với họ. Em đọc chuyện nhiều quá em ơi. Không anh, một con im nó còn tha được một quả cầu pha lê thì nếu mà rất nhiều con im nó phải tha được một người chứ. Nên, nhưng mà với lại em nghĩ rằng là hai cái băng đảng đó không có còn muốn gì với Rene nữa đâu. Nó muốn thằng này. Tại vì cả hai băng đảng đó đều bắt Rene để truy tìm một thứ mà cái thứ đó hiện tại đang không còn thuộc sở hữu của cậu ấy nữa mà. Nhưng mà làm sao tụi nó biết được nó đang ở đâu khi mà cái bọn ở dưới nó đi hết rồi. Tao nghĩ là mày phát dở vài lần nữa, là ví dụ như mày đọc não tao xong thấy mấy cái mà nó bay ra từ mắt với từ lưỡi là mấy lần nữa là người ta biết nó ở đâu rồi. Em thà lại không muốn dùng nó lần nữa đâu. Thì nếu mà bọn nó đi được cái việc cái mắt đấy ở trên người đây rồi thì nếu mà nó đổi chủ thì bọn nó phải biết chứ, nếu không thì non quá. Thì theo như bọn em kể là bây giờ cái con mắt đấy nó ở trong ván. Trong vâng. Lên không. Cho mình hỏi một chút,
đấy thì cái lúc mà đấy mình đưa anh vậy thì uống rượu bên ngoài có còn can 18 cộng xảy ra không để mình roleplay tiếp. Ủa cái đó tùy vậy, cái đó tùy vậy chứ anh chọn. Anh được chọn không ấy, bởi vì lúc nãy mình không sắp xít lắm nên được hai accurate thì mình dí luôn, nhưng mà ở đây mình muốn chuyện dễ cho là có nhưng mà nhẹ nhàng. Sao tiếng ok phải lúc đấy vẫn đang mặc kiểu fancy dress nha. Kéo lấy tay anh bảy cái bảy, anh thấy không? Đó, em nghĩ như này. Đấy, lúc anh nghe câu chuyện vừa rồi thì kéo anh cứ thấy người nào mà có vấn đề mà bắt vào trong trại giam ấy thì kéo anh bắt cả cái thành phố này mất. Đấy, mà đấy, chuyện của cái ông Văn này, chuyện của Văn thì chúng ta cũng chưa biết được là nó có chính xác hay không. Đấy, mới nghe qua lời kể của bé kia ấy. Thì có phải là nhiều lúc là mình chắc phải kiểu hỏi qua hỏi lại giữa hai người đúng không? Thế chi bằng là đưa cậu bé này qua nhà em. Vốn là anh cần điều tra, anh lúc anh cần điều tra thì anh có thể điều tra một lúc hai người, anh có thể qua thăm em một tí nữa. Hình như nhà đủ miệng ăn này cậu ơi. Tôi chi. Ok. Ôi, sửa phòng các bạn nhá. Không sao, tôi là ngủ lang, tôi có thể sợ ngủ đâu cũng được. Rồi. Vậy nghĩ thế này. Văn, em có thể làm thế nào để cái con mắt đấy nó hiện hữu, nếu mà không ra được thì hiện hữu, hay là cái khả năng đặc biệt cái gì đấy được không? Em đọc được tâm trí của mọi người. Vậy. Rồi. Vậy anh thì phải quay sang mà. Phải nghe thông Văn rồi đấy, quay sang mà. Anh đã đọc được những gì rồi? Nãy giờ thì chưa không nghĩ em đã đọc được những gì rồi. Nãy giờ em chưa dùng nó nên chưa đọc được gì cả. Phải tĩnh tâm một hồi thì mới làm được. Rồi. Anh có muốn đọc thử của em không? Rồi đấy, thử xem. Thế nhở? Yuki ra đây nói với anh là em sẽ nghĩ cái gì đã, sau rồi để thằng này đọc. Sao không để ông ấy đọc của anh rồi anh bảy? Anh ta còn phong được mà. Thôi, cái gì để Yuki đi. Đúng rồi, bây giờ nhá, chị phải tới thế này. Đầu anh bảy còn nhiều thông tin của quan chức các thứ. Đấy, kiểu như là người ta còn đang làm thế. Tập nhất các thứ khác. Đấy, đầu em thì nó sẽ có nhiều thứ linh tinh hay ho hơn. Bà mộng kiểu nhìn sang phê rồi nhìn sang bảy. Bí mật ha. Văn cũng đang dần hiểu chuyện gì. Bí mật ha. Ok, thế thì em sẽ ghé tay anh bảy, em nói là bây giờ em sẽ nghĩ là làm thế nào để thuyết phục chị Mộng làm món 20 cân cá đấy chia cho cả xóm trong school. Em muốn làm gì nữa. Ok, Văn, hành động đi em. Nếu như anh và Phay có những thứ không muốn em đọc thì mọi người bước ra ngoài được không? Em không có điều khiển là nó đọc được những ai, thường thì nó sẽ đọc hết mọi người. Người Phay tiến dần ra ngoài cửa được à? Phay lo tắt luôn mà. Rồi Phay chặt thật. Thế thì Văn sẽ ngồi tĩnh tâm để sức sử dụng sức mạnh của mắt. Văn cố gắng thử nhìn vào bên trong của mình, không có gì xảy ra cả. Kiểu có một lúc cảm nhận gần kết nối được, gần có cái tí kiểu sparkle gì đấy, tia lại lóe gì đấy, mà lại không được. Yuki sẽ vỗ hai tay ở vai của anh Văn kiểu cố lên này, nữa đi. Văn hiện tại thế nào? Văn đang rất khó hiểu. Nó đứng lên nói với mọi người, khoan, có gì đó không đúng lắm, em không kết nối được với nó. Từ mình đợt trước thì một con vô đầu chú, con nó làm những gì? Con làm gì đâu. Nhưng mà không khuyến khích, em không khuyến khích chú liên kết với nó lắm đâu nha. Mấy cái này mình nên về nhà rồi mình nói tiếp, chứ đừng có xài nó lung tung, nguy hiểm lắm. Nhưng nó đang cần thực hiện ở đây và hiện tại đang không thể kết nối được nó. Tức là như vậy thì có nghĩa là nó đi tìm chủ mới rồi đó. Vẫn có một chút gì đó, ánh sáng gì đó le lói, nhưng chỉ là không thể chạm được vào nó.
nó khinh mày á. Em không biết nữa nhưng mà em đang không biết. Vậy chú thử thử tự cảm nhận xem coi nó cần ở trong mình không. Xài sense. Xài sense được luôn không? Đem cảm nhận trong em còn nó không? Nghe kỳ quá rồi chứ mà. Đúng rồi đấy. Suy nghĩ trong anh. Suy nghĩ. Giờ đang chia làm hai. À, không chà, cần giải à, chà, tính, là, tính là mấy cục này nó đi tìm mấy người thông minh không á, sao nó nhập với chú Văn vậy? Ơi không cần lăn sense, Văn vẫn có thể cảm thấy là mình suýt kết nối được với nó, vẫn có cái nó vẫn có thể hiện hữu cảm giác trong người mình nhưng mà không hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của nó ngay. Em vẫn cảm nhận được nó vẫn ở đây nhưng chỉ là em đang không thể kết nối được với nó thôi. Tao bảo nó khinh mày mà, mày khôn hơn đi, có khi nó thích á. Có thì tại vì chú đang đói bụng á, chú đang có đói không? Đói tri thức chẳng hạn. Đói thức thì nó phải đòi chứ. Có khi nó đòi hỏi còn nó đang đói không? Thế các lần trước thì anh làm cái gì để anh kết nối được với nó? Lần đầu ở Tượng Độ Thần nó thử kết nối với em. Lần hai ở ngoài nghĩa trang thì em ngồi thiền như hồi nãy thì nó kết nối được. Lần này thì không. À, cố gắng để dặn ra. Đúng rồi, cố lên đây. Đúng rồi. Như chị Yuki vậy. Thành rồi. Mày tưởng tượng trước mắt mày có cái con mắt thứ ba không? Mày nhồi ra đi. Để em thử. Mày tưởng tượng trong mấy con mắt thì mày nhồi ra đi. Văn ngồi tình tâm lên lần nữa. Cố gắng lên. Tại sao nhập vào thằng in 8 được mẹ thì không biết đó. Một thân. Cái cảnh này giống cái cảnh trong phim Điền Đi mà cái thằng pháp sư nó ngồi tập bình phép. Cố ở thun. Nhưng mà Văn cố. Một lúc vẫn không thấy gì nhưng mà cảm giác từ đến một lúc kiểu như là nó gần bật ra rồi như kiểu là một cái con sóng tràn đê, nó tất cả những cái luồng suy nghĩ ở trong phía bên trong người mình nó tràn ngập trong cơ thể, kiểu như là có thể cảm nhận được từng cái cảm giác trên người mình, các cái suy nghĩ nó dẫn đến cho từng cái tứ chi của mình. Và trong cái khoảnh khắc đấy, một cái khoảnh khắc overwhelming là tràn ngập những cái suy nghĩ đấy, Phan mở mắt ra và thấy trong phòng toàn là các con mắt nhìn lại phía mình, tất cả từ trên tường, dưới mặt đất, những cái người đứng trong phòng này cũng đang chỉ là gần là những cái bóng, và trên những cái bóng này cũng có chi chít những con mắt mở ra, mở từng con một. Và Văn lập tức từ những cái xung quanh nghe được những cái lời thì thầm, rất nhiều cái luồng suy nghĩ đang lập tức rót vào tai của Văn, rất khó để có thể tìm ra được là ai đang suy nghĩ cái gì, luồng suy nghĩ nào là của ai. Văn đang cảm thấy thế nào, đang làm gì? Văn nó sẽ nhăn mặt khá là nhiều, nó sẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ nó vẫn là những con mắt. Khoan, từ từ. Nhiều thứ quá. Từ từ. Nó sẽ cứ nhắm mắt, mở mắt để cố gắng mong là những con mắt đó sẽ biến mất đi. Đến vài lần là nhắm mắt và cảm thấy là trên vai mình như là có một cái gì đấy bàn tay đang chạm vào. Anh đang muốn đọc suy nghĩ của ai? Em giúp được không? Cái giọng là... này phát ra từ đằng sau. Và một cái giọng quen thuộc. Khi mà Văn nhìn về phía sau, khuôn mặt của Quang đang nhìn về phía cười. Quang, hơi nghiêng đầu. Quang, sao cậu ở đây? Có quan trọng gì không anh? Cậu vẫn luôn ở đây, đúng không? Có thể gọi là em luôn ở trong suy nghĩ của anh. Phải bằng cách nào có thể không? Cái này không quan trọng. Đấy, em cũng biết, anh cũng biết, em không thật. Nào, muốn đọc suy nghĩ ai nào? Tôi thật sự muốn cậu là một con người thật, nhưng có thể giúp tôi trong lúc này đọc suy nghĩ của Tài được không? Cô Maladin nằm góc bên kia. Yuki. Yuki.
Tao đang kiểu ủa tài là con đặt được tao tài xỉu mà. Có những chữ nó không đọc ra tiếng được mọi người, nó sẽ bị cắt. Khi mà Văn nhắc đến việc và hy vọng là Quang là thật, cậu ấy chuckle kiểu cười một cái. Cứ kết nối với con bát tiếp đi, có thể sẽ gặp được em trong này nhiều hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Cô bé này đúng không? Cậu này kiểu khoát tay một cái suy nghĩ, kiểu tất cả những cái tiếng thì thầm khác gần như là nó gạt sang một bên, nó nhỏ dần, chỉ còn lại suy nghĩ trong Yuki. Giờ Yuki đang nghĩ đến cái gì rồi? Sau một hồi chửi, sau một hồi chửi bạn, à vẫn cá, vẫn cá, vẫn cố. Thật cá yêu vào chia sẻ cho cả cái ngõ châu school, sau rồi có thêm một vài suy nghĩ là ui dồi ôi, chúng văn lâu thế, làm sao chắc là sẽ in 8. Anh vẫn in 8 cũng bằng mình. Đây là tất cả rồi á. Quang đưa tay rồi cái bóng đen xung quanh nó dần dần là kiểu thoát dần. À, tôi nhá, còn một cái nữa, nếu như mà đi sâu hơn nữa nhá, thì anh Văn sẽ nghe thấy tiếng thì thầm cho nhỏ là mẹ thằng Lan. Tao sẽ giết mày Lan, kể ra tao sẽ giết mày. Những cái con mắt trên tường nó nhắm lại, cái bóng tối nó rất lan tỏa, à nó thoát dần đi. Khi mà cái hình bóng của Quang dần biến mất thì thằng Văn vẫn theo một quán tính, nó vẫn sẽ với theo cái hình bóng đó mà nó gọi tên Quang. Đến khi mà nó quay trở lại với lại hiện thực thì nó mới nhìn sang mọi người, nó nhìn sang Yuki. Yuki vẫn muốn, cô đang thật sự không muốn ăn khá đến vậy hả? Đúng rồi anh ơi. Khá ta sống ngon mà. Anh còn làm được rồi chứ. Rồi Yuki đang muốn. Ui dồi, đợi lâu quá. Bảo chứ. Rồi, thế là cái con bé Yuki nghĩ gì? Nó đang muốn chia sẻ cái đống cá nhà cho toàn bộ khu chô school này. Ây da, rồi, thế là đúng rồi. Vậy là có khả năng đấy thật. Trừ khi là em, từ hồi mà em ra khỏi đội cảnh sát em có học thêm phép cái gì nhỉ? Bị test khó. Mại mới đi test khó không? Không, em chưa từng học phép đó. Rồi, rồi, rồi. Nó ngu lắm anh ơi, nó không mặc được đâu mà. Chị bạn. Cố chị. Anh sẽ không comment việc này mà ghi nhận. No comment. Rồi, vậy thì thế này nhé. Rồi, Rennie cứ có thể ở đây hoặc là ra chỗ bọn em được như phải nói. Còn anh có thể sẽ phải làm việc với Văn tiếp. Nhưng mà hiện tại tạm thời cứ đến như vậy thôi. Sẽ cần vậy kiểu theo dõi thêm. Vậy nếu mà không còn thêm thông tin gì nữa thì tạm thời là anh về. Em, Văn, hy vọng là em biết các cái thủ tục khi mà điều tra. Em từng làm biết rồi, không rời thành phố em nhá. Rồi, em biết rồi. Rồi, và có thể thỉnh thoảng buổi sáng nhìn ra sẽ thấy người quen làm trong đồn cảnh sát. Đấy là bọn anh đang, một là theo dõi, đúng như thế, hai là cũng có thể bảo vệ. Em biết vụ này mà, nên không sao đâu. Ừ, rồi. Vậy nhá, thế anh về đây. Này đứa, giữ gìn sức khỏe. Đi ra cửa, nhìn lại phía Văn gãy. Ngửa đầu chào, rồi đi. Lúc mà Văn gặp Quang xong, nhìn vật Văn có thất thần không? Có. Mà bọc tắt búp. Ê. Gì vậy chị? Sắp cho mặt mày cứ như vừa nhảy lầu xuống, nhìn mặt mày sắp chết rồi sao đây? Nó khá là khó kết nối nên tốt hơn nhiều chút. Không, lúc mặt mày mệt trong phòng này, mặt mày mệt mà đi uống rượu rồi. Mà mày chỉ xuất hiện cái đợt mà gì nhỉ? Ừ, cái đợt mà cái Nhi nó chuẩn bị, mình nó chuẩn bị nhảy từ tầng 10 xuống mày xích không tung kịp ấy. Em không biết nữa, chỉ là đang khá nhiều thứ, hồi nãy khá là nhiều thứ nó vào đầu em, hơi đau đầu. Không ổn như mạo ha, cố mình không nghỉ việc ấy. Rất là nhiều thứ vào đầu, quay sang nhìn Yuki một cái, em có tác động vào đầu đánh Văn không? Em chưa, vẫn còn ơi, em còn chưa kịp làm thế. Thằng Lan á? À? À, cái thằng Hàn Xanh. Đúng. Chỉ là mọi người nhắc lại thằng Hàn Xanh Yuki. Quay mặt đi.
Thôi không sao. Em đã bảo là đừng có xài cái, em đã bảo là đừng có cố kết nối cái viên đá rồi mà. Bây giờ đi về đi. Cậu có muốn về chúng tôi không? Hay là tiếp tục ở đây? À, mình, mình phải đưa người ta về cơ mà. Bây giờ để ở đây là bị phạm luật đấy, kiểu tôi đã cố gắng để làm gì, sau đấy thả người ta đi. Anh Văn, chúng ta có phải được rồi không? Nếu mà chị Faye lúc nãy nói cũng sẽ bao em thì dạ là thực ra em cũng không cần bao lắm, nhưng mà nếu mà anh chị nghĩ là em tốt hơn là ở chỗ văn phòng thì ok. Có thật là có phải chú thích vào đồn hay chú thích qua nhà anh Văn gọi là ngồi chơi Nintendo nào? Ai ạ? em chọn tôi. Chị biết thừa. Em cảm ơn cháu chị. Nói với bà anh bảy của em. Vào kéo tranh thủ dọn lên các máy nhé, xin lỗi bọn ta chưa dọn. Phòng của mình. Đâu em mở cái máy mà. À thế hả? Thế giới hầm còn phòng không nhỉ? Chắc có. Ở nhà này thì ok ạ. Sau thời gian này thì em ở nhờ, em sẽ giúp dọn ạ. Gặp một chị giặt. Yay. Còn một nô lệ. Phòng có những con mèo chưa từ sai sai. Thỉnh thoảng thì có mèo chui từ trên trần nhà xuống thì cũng được hốt nha, không sao đâu. Ok ạ. Còn con nào mọi người nuôi trong nhà nữa không ạ? Có. Còn có con em. Có nữa ạ. Sau mỗi session thì cộng một thành viên trong nhà ta. Nhà đông quá. Vậy thì mọi người sau khi mà xong xuôi ở đấy, mọi người có thể đi về. Không có vấn đề gì nữa xảy ra cả. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng 10 phút, sau đây chúng ta sẽ thiện sẽ có một cảnh để kết lại cho lúc này nghỉ, đến 11 giờ. Khi mà mọi người bước từ cái quán trọ đấy về, bây giờ là cũng sẽ nào, quá giờ trưa cho đến 2 giờ, 3 giờ chiều đi. Nói chuyện, bàn luận các thứ cũng khá là lâu. Mọi người về lại chỗ ngõ chỗ school thân thương, mà thêm một thành viên mới. Có thể là tạm trú trong căn biệt thự Chosco. Quay trở lại, khi mà trên đường đi thì vẫn đi qua bọn trẻ con nhà bên cạnh vẫn reo lên, chú Văn là những văn phòng thám tử nước sâu lại có một cuộc phiêu lưu, kể cháu người ơi. Văn phòng thêm người hả? Tạm thời có thêm một người, thuê người ở mà thuê người làm, kiểu nhờ bên này nhiều việc. Nhà cái bọn trẻ xuống vào chỗ rơi điện, anh ở đây sao rồi, có cái kinh nghiệm gì của thám tử vắt lừng danh hãy cho bọn em biết thêm với. Bọn em cũng muốn xin vào làm không, nhưng mà không được, tại vì anh nghĩ chú Văn không muốn bóc lột sức lao động của trẻ con, chỉ cho bọn cháu là chạy lòng vòng lấy thông tin thôi. Cái gì thật ra bố nó sắp gọt đầu Văn ra nếu vẫn làm thế. Lúc kiểu lên báo vào tù luôn đó. Mọi người về đến trong văn phòng này, mở cửa bước vào và cũng chỉ chỗ cho Renia xuống tầng hầm. Mở cửa ra tầng hầm thì toàn mùi chua với cả mùi hơi gọi là hôi. Nghe lâu rồi không ai vào mấy. Ở trong đấy kiểu như vất đồ rất là lộn xộn. Radia nhìn Radia lên phòng mình ngủ đi, ở gác mái đó, ở trên đó sạch sẽ hơn. Sao thì ra nằm tạm cái sofa ấy. Để canh con mèo mình. Không sao, em sẽ trong mấy ngày sắp tới sẽ dọn dẹp. Tối nay cậu cứ lên phòng mình ngủ đi. Thôi phòng hai thế thì bất tiện quá, thôi cứ sofa cũng được. Mọi người đã cho cái chỗ ở chỗ chú nạn thế này là tốt lắm rồi ạ. Ở sofa thì nhớ là nửa đêm nếu mà nghe tiếng cào thì kệ nhé, một đứa con im hai con mèo mà. Con im ok, lên gác mái ngủ đi cho nó an toàn, có gì mình qua mình ngủ nhờ phòng chú Văn cũng được mà. Phật đàn nào chú ý cũng có một cái giường đôi mà. Hả? Giường đôi mà ngủ một người thì phí lắm. Rồi, vậy lên phòng gác mái vậy. Lên xong cũng lại chỉ thấy cái sofa. Nhưng mà nó đỡ hơn là tầng hầm. Ít nhất là có sách để đọc. Có sofa, có gối, có mờ đầy đủ. Rồi sao qua phòng chú ngủ? Thì đằng nào tụi em cũng đâu có ngủ đâu, đằng nào tối tụi F cũng trash mà. Rồi trong lúc chú ngủ rồi con làm gì?
thiền nghĩ về nhân sinh. Với lại hiện tại, với lại hiện tại tình trạng của chú không nên ở một mình đâu. Hả? Chú đang bị gì? Hả cái gì mà hả? Bị điên á, ừ. Mày chứ giống người bị điên hả? Không. Ừ. Tại vì cái thứ ở bên trong, đây bây giờ đang cố suy nghĩ nó sao cho nó không sai. Cái con mắt của Golor là một thực thể không có tốt đẹp gì lắm. Chú càng mượn sức mạnh của nó thì nó sẽ càng đói. Và nếu như chú không làm theo những gì mà nó muốn, nó sẽ làm những điều không tốt đẹp lắm với chú. Nếu như mà chú không chống trả lại được thì ai sẽ là người cản chú lại, nên phải quan sát chứ. Mình nghiên cứu về con mắt đấy rồi hả? Có chứ, sách một đống trong phòng mà. Nó người duy nhất nghiên cứu á. Ừ. Nhìn ngu ngơ vậy thôi chứ nhà Intel cao nhất nhỉ. Vậy có gì à? Tôi rảnh tôi cũng ngó qua mấy cái đấy một tí, làm cái gì mà tự nhiên là lại có cái con mắt trong cái vòng cổ của tôi, rồi cả hai bọn này kia đều muốn tìm. Vậy có gì ngày mai nếu mình có lên thư viện của Waterdeep thì mình sẽ kêu rồi này đi cùng. Ok. Lúc này mọi người nghe tiếng gõ cửa ở cái văn phòng. Bây giờ mấy giờ rồi? Mở cửa. Sáng rồi chưa? Văn thế nào mở cửa? Văn mở cửa thấy có hai người đứng đấy. Người đứng trước thì ăn mặc là kiểu thế nào nhỉ? Rất là gọn gàng, chỉnh chu và có những cái nét điểm trên quần áo gọi là tinh xảo. Hôm nay có đội một cái mũ khá là đẹp, có một cái lông trên đấy và sẽ hơi cầm cái mũ cúi xuống một chút. Xin chào, văn phòng thám tử nước sâu đúng không? Tôi là một nhà may, thợ may, JP Nevercott. Và hôm nay đến là xin được, nếu mọi người có chút thời gian thì xin được nói chuyện đôi chút. Mời mọi người vào trong. Dọn dẹp mọi người ơi. Văn thấy đi sau người này. Văn thấy đi sau người này là một cái bóng hình có vẻ là nhỏ hơn và đội mũ trùm đầu kín mít, cầm theo một cái ô. Và khi mà đi vào xong, khi mà cái ông này sẽ viết tên đây. Đúng không nhỉ? Yeah, something like that. Có gì sai sẽ sửa sao. Rồi. Thợ mày, ông này đi vào sẽ ngồi ở ghế, còn cái bóng hình kia, cái người kia thì sẽ đứng bên cạnh, tay đóng cái ô lại, xong rồi để xuống dưới, đứng chứ không ngồi. Ông này nhìn quanh một lượt và nói, đầu tiên thì tôi cũng có thể nói là không có việc gì cần nhờ mọi người, nhưng tôi đến đây hôm nay là để cảm ơn mọi người đã giúp một người làm cho tôi thoát khỏi cái tà giáo trên đồ thần. Ông ấy chỉ ra cái người đằng sau và người này sẽ bỏ một phần những cái mũ trùm đầu ra. Mọi người nhận ra là cái cô elf mà mọi người đã cứu được từ hôm trước. Cô ấy mở ra cái xong lại hạ trùm lại là quấn mặt. Ông này nói, xin một người thử lỗi. Elf thì Dark Elf. Xin mọi người thử lỗi cho Drow thì thường khi mà đi không tiện, không thích được ánh nắng mặt trời lắm, nó không được thuận cho cái tầm nhìn của họ, nên là cô ấy đã trùm đầu với cả mang ô. Tôi chỉ muốn khen mọi người là trong những cái tình huống như vậy, chắc là mọi người đến để nghiên cứu tà giáo nhưng vẫn có rủ lòng và giúp đỡ cho người bị nạn. Và với như vậy thì xin phép được gửi cho mọi người một chút quà. Ông ấy búng tay một cái, cô này lấy từ đằng sau ra một cái bọc có vẻ là khá là nặng, đặt xuống bàn cho mọi người. Đấy, ở đây tôi có một quà nhỏ nhỏ và có thể là nếu chúng ta có duyên thì sẽ tiếp tục gặp và làm việc với nhau. Đầu tiên thì tôi thấy rằng cái tà giáo này có vẻ nó không chỉ dừng lại ở một chi nhánh đấy đâu. Mọi người chắc là đến đây thì cũng nghe được rằng là có vài chi nhánh, bọn chúng họp mặt đấy mà.
trong thành phố này có vẻ vẫn còn nữa. Mọi người thế nào? Có dự định tìm hiểu, nghiên cứu về những cái tổ chức đấy không? Tôi thì vẫn sẽ muốn tìm hiểu về chúng, nhưng mà thời gian sắp tới chắc sẽ không tiện lắm. Tin như mà cô người làm cho tôi, à xin thứ lỗi, cô ấy tên là Ferek. Thì trong những lúc mà nghe được cái tên chùm, tên chùm Drow mà mọi người đã bắt được lần trước ấy, đã nói chuyện với bọn Lovla, thì có vẻ như là bọn nó đang tìm cái bí ẩn gì đấy về ông Never Ember. Biết cái này có ring a bell cho mọi người không? Rất cảm ơn, có vẻ chúng tôi biết chúng đang tìm kiếm thứ gì. Ok, nếu mà mọi người có thêm thông tin về cái này thì không biết có thể chia sẻ cho một người cũng quan tâm đến việc đó được không? Chúng tôi không chắc về việc đó lắm, nên chắc sẽ phải đi xác minh rồi chúng tôi sẽ báo lại cho anh. Báo lại cho ngài. Ok, vậy thì về mọi người là một văn phòng thám tử, thì nếu mà khi bước chân vào cái sự nghiên cứu này mà có thêm thông tin gì thì luôn luôn có thể liên lạc với tôi theo như danh thiếp này. Ông ấy đặt một cái tờ danh thiếp xuống với địa chỉ gửi bồ câu chứ không có số điện thoại trong thời này. Ủa nhớ có người đến thôi mà. Nhờ mấy đứa nhỏ lục với anh địa chỉ nó cho thế để mà... gửi thư đến. Và tuy nhiên chắc cũng có shop mà. Nhưng là nếu mà có thông tin gì hữu ích thì sẽ được hậu hĩnh. Và nếu mà mọi người tiếp tục có thấy bóng dáng của người làm cho tôi, cô Ferek, ở quanh thành phố thì cũng gọi là biết mặt nhau mà ứng xử. Vâng, sẽ gật đầu đồng ý. Nếu chúng tôi có thông tin gì hay ho thì chúng tôi sẽ báo cho ngài. Anh Hoan, bình thường mình vẫn văn phòng thám tử mình vẫn làm việc theo kiểu đấy à? Rồi đến nhờ xong rồi là ok rồi này. Khi nào mình tìm được thông tin mình trả người ta, người ta mới giả thiệt mình á. Nói nhỏ nhá. Ok, không ai bảo phải nói nha. Cứ tạm vậy đi. Nói vậy cho nhiều lòng khách. Văn nói ở nhà hết sữa rồi, tìm nhớ đi mua nha. Còn 2 đồng gì ấy. Rất tiếc với ngài là hiện tại chúng tôi đang có một số việc nên xin phép có thể mời ngài về trước. Khi nào tôi có thông tin tôi sẽ báo lại cho ngài. Văn nhìn thấy từ cái lúc ông này vào thì cái mắt của ông này cũng đảo nhìn quanh khắp mọi nơi trong nhà, và ông ấy nhìn từng người mà có ở trong căn nhà này, nhìn thoáng qua, mắt ông ấy hơi dừng lại chỗ Renia một chút nhưng mà không nói gì. Anh ơi, em Renia lại xây kéo Renia vào phòng khóa cửa. Renia giấu rồi thế thì không thấy. Và ông gật đầu vậy. Rất cảm ơn mọi người đã tiếp. Hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục làm ăn với nhau. Ông ấy đứng dậy và cái cô Drow kia cũng đi ngay đằng sau bước ra, và mọi người tự ra, cái cô đấy khép cửa phía sau. Nhìn cái dáng đi của hai người đấy thì Thiện miêu tả thêm thôi, có vẻ cái cô Drow đấy là một người có võ thuật. Cái cách mà cô ấy ứng xử giống như là một cái bodyguard, một người bảo vệ cho ông đấy. Và cuộc gặp mặt đấy tạm kết thúc ở đó. Cái túi tiền mà cô Drow đấy đặt lên bàn cho mọi người thì ấy lời cảm ơn đấy là lại thêm 100 vàng nữa mọi người. Lần này thì đi sửa nhà được không? Cái đấy thì mang đi sửa nhà đi. Với lại quên mất, Văn ạ, tuần sau em tao mời qua đấy ăn uống vui vẻ nhé. Em chỉ. Ừ. Cô em mới tới đây. Giờ em mới để ý là nhà được dọn rồi đấy. Em dọn đấy, sạch không anh? Sao không? Ừ đấy, qua hẳn bên Castellanter, cái chỗ to to ở thành chính ấy. Nhớ đi mua đồ nha. Hồi sáng đi em có thấy nhà đó tới, hóa ra tới đây. Em tao. Sao em biết được? Quên mất, thả thằng lấy ở dưới hộp ra. Đúng rồi, thằng nó lôi nó lên. Em hả? Mày cầm ra không hay là mày ở trong đấy luôn? Em thiếu em phủ dưới hầm thì hồi nãy em đang ở chỗ trên của mình thôi, gác máy. Anh ơi, xuống đây xíu nè. Dạ.
Rồi, có bao giờ cậu nghe đến cái tên JB Never Code chưa? Như ổng nghe tên con quen, như ổng lên báo hay gì đấy, nhà may khá là nổi tiếng, thợ may khá nổi tiếng, hay may cho hội Noble quý tộc. Em biết ổng hay may quần áo cho quý tộc lên sao anh? Thế quá, sao mà ổng lại muốn những cái thông tin về cậu, về nhà gia đình cậu? Ông hỏi về em à? Tà giáo. Ừ, và tà giáo nữa. Ủa, còn tà giáo nữa hả? Ông hỏi về em thì em còn đang tưởng là có khi là ông làm việc với bố em may đồ gì đấy, nhưng mà tà giáo thì em chịu. Tà giáo là cái gì? Tà giáo nào? Cách đây vài hôm chúng tôi triệt phá được một cái bọn tà giáo. Cái lúc mà em đang bị muỗi đốt ở ngoài Nghĩa Trang ấy hả? Đúng rồi. Đừng. Rồi. Ok, chắc là việc của anh chị, nhưng mà chả hiểu sao lại liên quan đến em gì ở đây. Dạ, hình như tụi tà giáo đó cũng muốn cái con mắt trong người tôi. Em nói cái này anh đừng buồn, tự nhiên là em thấy anh hưởng hết cái sự chú ý, em cũng hơi nhẹ lòng ấy. Wow. Có khi không nên nói cái này, nhưng mà ok, em cũng muốn tìm hiểu về việc này, tại sao cái ông bố của em lại có cái gì bí ẩn mà mấy con mắt đấy, để cho em cũng sẽ hỗ trợ mọi người ạ. Ý là thế ạ. Chỉ có như đó thôi, tôi không biết chồng ta tới đây hỏi thêm thông tin về những thứ chúng tôi biết được về con mắt đó, không biết sẽ làm gì. Chắc là tôi suy nghĩ thêm một tí, có vẻ là cái bí ẩn gì đấy mà ông lãnh chúa cũ, ông Dagon Neverember, ông ấy để lại. Bây giờ bắt đầu rất nhiều phe phái nó tìm hiểu, không biết là cái gì mà nó to vậy, hay là có khi là cái số tiền và tiền thuế ông ấy ẵm từ trước hay gì đấy. Cũng có thể liên quan đến con mắt. Cái đấy, việc đấy thì sẽ để cho các anh chị văn phòng thám tử nghĩ. Em sẽ không làm việc. Ủa mà chị Mộng, tuần sau chị định đưa thằng nhóc mày đi chứ? Đúng. Rồi chị định đưa cái gì? Tuần sau mà tuần sau xong việc rồi thì nó ở nhà. Nếu chưa xong việc. Em không nghĩ là tuần sau chúng ta xong việc đâu. Kể cả không xong thì nó cũng ở nhà. Chị vẫn ăn cá cái gì? Nhà nhiều cá mà, yên tâm. Không! Thấy con mèo đen đang đi quần quần dưới chân. Cá kìa. Cá cho sếp kìa. Mèo. Chạy vào bếp. Và chúng ta sẽ kết thúc cảnh ở đây. Tèo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao XP tình thương. Ok, là nhận xét về những gì mà mình đã thích hoặc chưa thích ở buổi chơi hôm nay. Sẽ cho gọi ngẫu nhiên để không phân biệt tuổi tác. Anh nên làm cái là random order xong rồi là em hả? Thì cá thì hôm nay thì speedrun nha. Cái cảnh của cô Mộng và chị Mơ rất là hay. Nó thể hiện được một cái phần nào đó quá khứ nhân vật của Mộng và Mơ. Và cái plot của Mơ nó đang conflict với những gì mà em đã đọc, tại vì em đọc nhiều quá, lỗi, nhưng mà không sao, nó vẫn kiểu liên kết được một phần nào đó. Hết sau đó, sau cái cảnh đó xong thì có vẻ như từ khoảng khắc đó về sau, cô Mộng không có cái gì đó quá nổi trội nữa. Phay thì cái cảnh với lại anh Bảy, đôi lúc mình tưởng hôm nay chơi Monster Hunter chứ không phải chơi D&D. Nhưng mà sự nỗ lực ngăn chặn anh Bảy tìm kiếm thông tin của Faye rất là đáng ghi nhận, chỉ là nó không có hiệu quả gì lắm, tại vì cái việc tụi mình ngăn chặn anh Bảy lên phỏng vấn thằng rồi đây, nó cũng chỉ là kiểu tại vì lo là ổng sẽ bắt nó về sớm hết thôi. Nhưng mà nói chung là có cái để mà chơi thì cũng được, tại vì não em nó đang chạy cái tốc độ nhanh quá, em đang không process được hết thông tin. Về Yuki thì hôm nay không có cái spotlight nào cho Yuki hết, nhưng mà mình rất là thích cái cảnh mình với lại Yuki đi với nhau trên đường, xong rồi thấy mấy con chim, trong khi hai cái con người kia đang bàn về cái traumatic experience mà tất cả chúng ta đều trải qua. Chú Văn thì cái cảnh chú Văn với lại anh Bảy rất là hay, hay cái chỗ là anh chú báo kinh khủng luôn á, kiểu
tôi cứ tưởng tôi giờ cái cam này cái vị trí làm con báo con là tôi, nhưng mà không, là anh. Đâu, đừng có mà, đừng có mở mic ra để mà cãi, đừng có mở mic ra mà cãi. Đi bạn đi. Niềm tin vào anh Bảy mà. Ừ, nhưng mà niềm tin đặt chọn vào anh Bảy là một chuyện, nhưng mà nó sẽ dễ gây ra nhiều cái hệ quả lắm. Mình nên kiểu sao ta, I mean, nếu như interest rồi nó như vậy thì ok, nhưng mà ừ là vậy đó. Còn ai không? Nhớ hết rồi đúng không? Ừ. À, về session ngày hôm nay, anh Thiện là hôm nay session ngày hôm nay nó nhiều info của anh. Kiểu anh đang info dump vô trong cái đầu của em đó. Anh thả cho em kiểu 70 cái miếng khắp nơi và em catch up, em lượm được hết tất cả những cái manh mối anh đưa cho em luôn rồi đó. Nhưng mà nó rất rất là nhiều. Cái này có phải complain không? Không phải là complain. Ủa, có hả? Ừ, rất rất nhiều manh mối. Anh Thiện thả gần... Anh Thiện đang thả gần khoảng chừng 37% của nguyên một cái chapter 1, chapter 2 luôn á. Và đúng nó đó, đang móc nối với nhau rất rất là nhiều. Hiện tại chút giải thích về lo thì mệt lắm. Nếu như mọi người mà để cho em nói về lo là em sẽ nói tới 1-2 giờ sáng vẫn chưa xong những cái để process tất cả những gì mà anh Thiện nó đưa ra. Nhưng mà nói chung là đưa ra nhiều thông tin như vậy thì nó chỉ làm cái đảo của em nó chạy. Thế giống như là kiểu anh đưa cho một đứa con nít 5 tuổi ăn một hộp kẹo toàn là Red 40 á. Anh hiểu không? Bây giờ cái não em nó đang chạy cái tốc độ đó, xong rồi em còn đang uống nước ngọt nữa nên cảm ơn mọi người đã nghe em rồi cả, hết rồi. Thí, nãy giờ mình ngồi đau trong nghe em vậy. Nên những cái khoảng mà mọi người thấy em kiểu nhìn xuống á là em đang kiểu ghi chép hoặc là đang nốt lại trên điện thoại là cái này xảy ra rồi, cái kia xảy ra rồi. Mấy cái này liên quan đến nhà. Anh biết cái meme mà có một cái thằng nhìn khùng với cái lồn, xong mà nó kiểu chỉ lên cho một cái bảng toàn là manh mối, xong rồi kiểu nó là em đó. Chúng ta đã đâu. Em đang định bảo là chắc là hôm nay thấy thông tin nhỉ, cảm giác mọi thứ nó hơi chiêu chiêu bình thường. Thật là mình hiểu nghi kiểu chắc là nhiều thông tin quá, xem kiểu đừng phải hiểu là kiểu anh Thiện bảo là đây học từ session trước rồi. Anh Thiện bảo một cái xe có gia huy của nhà khách Salander làm đã một tiếng vai bùm bùm, xong rồi lên tìm thông tin 15 năm trước thua lỗ, xong rồi tự nhiên gặp ABC hết thua lỗ bùm thêm vái nữa. Xong rồi cái lúc mà đi ra chỗ thằng Rene, gặp thằng Rene, xong rồi nói chuyện giáo phái, lúc mà đi về cái cảnh cuối cùng á, mở cửa ra mô tả cái ông đó là bùm một phát, giới thiệu cái tên bùm thêm phát nữa, xong rồi lúc đi vào cái bà Drow đó xuất hiện bùm thêm phát nữa, lúc mà cái bà đó đi bùm thêm phát nữa, nó cứ liên tục đùm. Ê, ai như mày đáng đo trong lúc đó thì được. Chúng ta không phải nghe bùm bạc. Em còn phải lên tìm Drow là F hay là đúng không? Không cần tiền đâu em. Cái đấy chủ yếu là anh nghĩ do Nghi có đọc qua cái câu chuyện này rồi. Nên là có một số nhân vật trong lore sẽ thấy quen. Mình mừng vì mình không đọc. Chúng ta mừng vì không biết. Mọi người nếu mà muốn trải nghiệm theo kiểu là nhân vật này không quan tâm, lore kể, thì Thiện vẫn đáp ứng thôi. Thôi in 8 mà, quên mất ứng. Cái rất cảm ơn Nghi đã chia sẻ suy nghĩ về buổi hôm nay. Chúng ta sẽ quay sang đường. Hôm nay em chill mà. Tụi em xong cảnh đầu xong em thấy yeah, xong rồi. Xong em của em không hết mọi người. Em đánh bài này, em vét tiền này, em hết rồi, em nhớ mỗi thế. Buổi hôm nay chill. Chắc là anh Thiện đang trong một buổi nghỉ vì buổi hôm trước căng quá. Em tin vậy. Em kiểu yeah, chill muốn nói chuyện mọi người nào. Đó. Tôi ấy bảo là có gì kỳ vọng. Em cảm giác như là em đang bị kỳ vọng là con em mình đến tìm mình, mày định nhờ gì tao đúng không? Xong không nhờ gì cả. Kiểu thế ai yêu quá hết. Em vẫn đang kiểu wow tình chị em đẹp ghê. Đó là sau khi mà em mất 1-2 cảnh sau để em xác nhận lại rằng con em mình không nhờ gì mình cả thì bạn thấy chiếu Roleplay chiếu, đời thường. Ấy. Thôi bất ngờ. Bởi trước hôm nay thì mọi người chắc vẫn vui. Vẫn thích cái cách Nghi đi tìm hiểu mọi thứ. Nghi tìm hiểu, tức phải mình nhá. Nghi tìm hiểu mọi thứ xong khi kiểu mình kiểu đang kiểu yeah. Thì Nghi kiểu đừng kiểu yeah. Còn với mình vẫn vô chi như thế. Tôi xin lỗi, tôi biết bạn không ngu như bạn vô chi. Không khác biệt giữa ngu và vô tri cao, mà wisdom mình thấp nhưng mà intel mình cao. Bạn vẫn hóng hớt với những con chim gia đình chim sẻ kìa, yeah. Và cảm ơn chúng vì đó cũng gia đình chim sẻ kìa, yeah. Cùng mình mọi thứ ngốc phải thì ở cách mọi người làm khùng làm điên thì quyết định rất nhiều lần đi mua thịt nướng nhà ông Thạch ở mà cha đã nói chuyện tôi không biết tại sao tôi mình ở đây, tôi không biết
và Nuni. Không, tao ghét mày vãi nỉm, what the fuck. Tao tin lúc đấy mày không phải để có đâu, mày quên mất con mẹ mất là buổi hôm trước tao dặn mày gì rồi đúng không? Tao biết mày trong não mày không có gì tao dặn mày. Nên là mày nói. Có thể bước độc não được không? Nó không nhớ buổi trước em có dặn nó là đừng nói cái gì thế, nó nói. Thế rồi nãy mày có nhớ là tao đã hỏi mọi người gì không? Là tại sao tao lại lên đồn? Ơ sao mình lại lên đồn nhỉ? Tôi nhớ câu đấy. Câu đấy phải nốt lại, nó phải có một cái bảo tàng ấy. Đấy, giờ quay lại, ghi âm lại cái câu đấy đấy. Sao tao lên đồn nhỉ mọi người? Ta đi phát đạn. Nói chung là sau 3 tuần không bất ngờ về việc không nhớ gì nè, thì vì em cũng không nhớ lúc mà nghi tầm tắt đến việc là em gái mình đến, em kiểu ừ nhớ chết rồi, có đem mình đến nên là không cảm được. Còn về xây đúng là nó bất ngờ là đấy, tôi thực sự nghe kiểu má hình như đang chơi Master Hood hay là dạo này mình chơi Master Hood nhiều quá hay sao á, tự nhiên cái cảnh này quen quen làm khó đi. Mới qua luôn, chén. Ờ. Ừ, chém. Chém. Chém vậy. À không, chém. Ý là em nghĩ là cả hai, cả về thứ hai mình cũng không nên tỏ ra đương nhiên như thế. Chỉ là cái độ này chân mắt có hết nhiều quá nên nó thành đương nhiên rồi. À, cảm ơn Phay rất nhiều vì cái cảnh highlight vui vẻ đấy. Vẫn cảm anh Thiện một buổi chơi rất vui. Yay. Chúng ta quay luôn spotlight sang Phay nào. À, Link. Nói sao nhỉ? Mình không thích nhận xét nhiều quá ấy, vì là nó sẽ bị lặp lại các buổi trước ấy, buổi nào mọi người cũng vậy ấy. À ừ, trừ Văn ra, hôm nay Văn là tôi bị sốc ra, còn tất cả mọi người thì như những buổi trước đi. Ok, kiểu bị vậy, cũng là, vậy cũng là một nhận xét valid. Đây thường là một cái sân khấu mở để mọi người có thể lên tiếng những cái thứ mình thích hay không thích, những thứ mình muốn xảy ra nhiều hơn trong game hay là không muốn xảy ra thêm trong game. Vậy thì cảm ơn Linh đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trong buổi chơi hôm nay. Chúng ta đi đến Nuni đi. Vẫn sẽ là cảm ơn anh Thiện đã dẫn game cho tụi em. Đúng như con đường nói, em đã quên mất là nó trước dặn em là đừng nói gì hết. Đó lý do là sao câu hỏi của em là mọi người tại sao sẽ thành kiếm lại lên đồ vậy mọi người. Đến lúc em đang kể thì em mới sực nhớ ra là ừ, hình như Mộng đã nói với mình là đừng kể, nhưng mà nó đang vô rồi, em không thể ngưng lại được. Rồi, em sẽ kể hết mọi thứ luôn. Cũng là một hướng khác cho câu chuyện, hướng này cũng khá thú vị. Em lúc mà em cố kết nối với con mắt á, xong đến cái lúc mà anh nói là có nhiều con mắt hiện ra và có cái bàn tay đặt lên dây, em chịu. Tới rồi đó. Cái gì xảy ra rồi? Biết là không ai đâu hả? Biết liệt. Biết cái gì? Mọi thứ đang chia, bọn nó đâu đứng hẳn. Mà cả đó ai nó. Nói chung hôm nay mọi người vẫn khá là vui. Nhưng mà Yuki ơi, nhớ trả cái tường đúng chỗ nha. Mới đừng cứt cái tường rồi đó. Em chỉ nói được tới đó rồi chứ. Nó sắp mất rồi. Mất rồi, không phải sắp nữa. Sắp mất thức, phát biến mất luôn, không còn kiểu gì nữa. Nuni đã chia sẻ cái cảnh đấy cho Văn. Cái cảnh mà cái con mắt với cả bàn tay đặt vào vai. Anh cũng rất thích là em thích cái đấy. Lúc mà miêu tả anh cũng cố gắng đi sâu một tí, đầu tư một tí. Lúc đấy Linh có định nói gì đúng không? À, thôi, flow nó qua rồi. Thôi, flow quay lại này, ào lại. Do your justice. Nên mình chỉ nói cái là lúc mà đang roleplay ấy, thì có phải là Nuni lúc đang roleplay thì có phải Nuni đã nghe thấy mọi người bảo là đã bảo phải đừng nói gì nữa. Nuni lúc đấy có nghĩ là mình nên roleplay lại không? Tại thì nó hơi kỳ ấy. Tại nó đang trong cái nhịp rồi anh em lỡ nói gần hết mẹ của chị. Thì mình nghĩ là có được làm thế không Thiện? Kiểu là đang nói phải, nếu mà mọi người muốn thì có thể nói với Thiện như vậy. Bởi vì là mình nghĩ là cái hình tượng ban đầu của mình về nhân vật Văn nó sẽ là phải là kiểu Bác Hồ ấy, kiểu người đứng đầu ấy, người làm gương ấy. Nhưng mà nó không nên như thế, trời ơi, mấy sự nào mình cũng phải nói câu đấy ấy, kiểu không, mình không nói về việc bạn chơi thì mình cũng quên cái này kia, nhưng mà việc làm cái nhân vật Văn có nên như thế hay không, ôi không, mọi người đã xem đấy nhở, xem phim ma làng chưa? Nó sẽ thành câu là Văn là con ma lớn, con bao lớn,
còn nghĩ là còn mình là con báo nhỏ ở đấy. Tại sao lại thế? Con đường có nhắn lên, em cầm phim lại là chưa có thằng băng nào nó đủ đứng lên nó bị lộn. Trừ xin phép em xin phép và dịch lời cho cái thằng bạn sắp mất giọng của em. Không một thằng văn nào dũng cảm và là người đứng đầu hết, đó chỉ là thằng hèn đứng sau lưng chửi lắm. Không có một thằng văn nào, không có một thằng văn nào đủ dũng cảm đó. Văn multiverse. Chúng ta là người lập ra cái phòng này cũng mà. Em hiểu điều đấy. Nhưng nếu mà anh chơi qua kiểu một tỷ thằng văn khác thì không một thằng văn nào nó kể cả lập xếp thì nó vẫn hèn đấy, nó hèn lắm. Nói, anh phải biết rằng là Nuni chưa bao giờ build một con cleric nào có strength cộng 0. Đây là con cleric duy nhất anh ta để strength 13. Ồ, không một tầng trừ 1 đi, strength 8. Ừ, chứ bình thường là trừ 1 không đó. Anh muốn hỏi cái này, Nuni có cảm thấy ok với việc em roleplay văn hiện tại không? Em đang bút. À, em vẫn đang người lặng thinh rồi anh. Vậy thì nếu mà đây vẫn là cái hình tượng nhân vật mà Nuni muốn xây thì những người chơi khác có thể chấp nhận đây là nhân vật này, nó có thể không như những gì tưởng tượng ban đầu nhưng đây là nhân vật này thì và chúng thấy, ta cứ hợp lý cứ hả? Phản ứng phù hợp thôi với nhân vật đó. Tại vì nếu như mà Văn thực sự là một người tài giỏi, một người lãnh đạo được thì ông đã không thất bại và không thể lên báo rồi. Và chúng ta sẽ không cần phải ở trong cái biệt thự so mãi hai cái tôi lúc chưa xây xong. Với lại là gì nhỉ? Em cảm nhận được cái sự tắc đây là bởi vì chơi nhiều cam rồi nên nhìn rõ được cái sự hèn hơn ấy. Nè lúc kể cả nói chuyện với Mơ ấy, mà bảo tao không làm nhân viên vì nó chưa từng con nó nhân viện thằng Văn ấy. Ừ. Thì cái mình phải nốt mà được. Có thể cái phần nào mà hiểu lầm này thì về nhân vật Văn này, có thể là khi mà tạo nhân vật Fay thì Linh cũng đã phần nào cho nhân vật Fay có một cái suy nghĩ về Văn sẵn rồi, và nếu như khi mà nhân vật Văn nó không đúng như những gì mà Linh suy nghĩ lúc đầu thì cái suy nghĩ đấy của Fay cũng có thể thay đổi, thì cái đấy cũng hoàn toàn là ok nếu mà Linh muốn cho Fay nghĩ khác về Văn. Văn siêu hề. Ok. Mọi người ơi, em đã không biết là do nãy em đang chạy nhanh quá, nhưng mà hồi nãy khúc cuối cùng của game là cái ông thợ may tới nhờ mình tìm thông tin về cái giáo hội đó và đưa thông tin giọng đúng không? Ừ. Ok. Và chúng ta có nhờ Sai chia sẻ cảm nghĩ. Buổi hôm nay thì vẫn rất là vui. Thật ra là em cũng rất là enjoy những cái buổi session kiểu Side of Life này. Có một cái đoạn là cái đoạn mà em bảo anh Văn là anh đọc tâm trí em đi đấy, thì thật ra là em còn định nhét vài thứ kiểu Yuki Trauma các thứ với lại cả cho nó kiểu teaser một tí cái lịch lạc tư tưởng của nó vào, nhưng mà thôi em thấy hôm nay vẫn đang là một buổi nhẹ nhàng ấy, tự nhiên cho vào thì nó căng quá nên là em thôi cứ ôm vào mấy vụ cá đã. Thực ra thì Yuki cũng là cô gái cơ bắp ấy, đừng để bắt nó ăn cá nữa chị ơi, cho nó ăn nhiều protein. Ta xả trong ma dần dần đúng không? Có một tí đờ mờ anh Lang rồi. Ừ đúng rồi, thế thôi. Okay. Vậy, còn gì không? Em thế thôi. Để nói đi. cái gì? Thôi, không có gì ấy. Hết rồi. Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi. Chắc chưa nữa. Chắc rồi. Chưa rồi, im lại cái khổ thế. Ủa đúng không? Còn mỗi mình anh đúng không? Hay là tới Fay? Đúng rồi, còn tới anh. Sao còn anh nữa. Xong buổi hôm nay thì cũng như mọi người nói, Hí Thiện chủ định là trong một cái buổi kiểu mới Tết thì mọi người quay ra cũng nhẹ nhàng một tí, chưa có nhiều trâu ma. Với cả buổi technically là cái session trước là vừa có NPC ngoẻo rồi. Nó khá là đi như Thiện dự kiến. Khi mà Nghi nói là buổi này nhiều thông tin thế anh đấy. Chắc là vì em đã đọc trước rồi nên là em thấy nhiều. Vì em vô vào hình chính anh. Có thể gọi là Easter egg. Thấy thôi. Còn cả hôm nay công nhận một phần lớn buổi hôm nay là do Nuni quên bài nên là nói cho điều tra viên 7 và chúng ta đi sang một hướng khác cũng ok, nó sẽ mở ra số cái plot thú vị. Nếu mà Nuni vẫn ổn
về cái hướng đi đấy và cho nhân vật là nó như thế thì chúng ta hoàn toàn ok, vẫn đều là những hướng đi valid cả, một thế giới mở cho mọi người khám phá và hành động. Một số cảnh Thiện tả thì Thiện cũng có kiểu cảnh riêng cho Mộng, cảnh riêng cho Văn, một số thứ Thiện tả thì hy vọng là mọi người cũng thích những cái cảnh đấy. À, thấy mọi người feedback là thích thì Thiện cũng vui, à, để chúng ta cùng dần dần phát triển những nhân vật đó. Overall, Thiện vẫn enjoy buổi chơi này, à, có một thời gian vui với mọi người, Thiện rất trân trọng điều đó. Và với như vậy, chúng ta đã kết thúc buổi chơi hôm nay của Thám Tử Nước Sâu. Nếu mọi người thích theo dõi nhóm chơi này, hãy subscribe, theo dõi, thả like, thả tim và cùng đón chờ Thám Tử Nước Sâu vào tuần sau. Tham gia server Discord Funky Dungeon Master để cùng theo dõi mọi người chơi và chat với nhau ở trong các kênh chat in character, cũng như là chơi các cái game nhập vai thay bộ top với nhau. Yeah!